Các bạn đang nghe truyện Long Tượng kiếm chủ tên cũ là tu luyện giảng lược hóa công pháp trên kênh TV Audio CV chương 312, càng rỡ. Mời. Nhậm Trung Dương Kỳ thật rất muốn nói, vị trí này không tốt ngồi, nhưng nhìn xem Trần Phỉ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, cùng vừa rồi đem thôn cô lấy đi quá trình, tự hồ Trần Phỉ ngồi vị trí này, cũng sẽ không có quá nhiều chuyện, Nhậm Trung Dương tránh ra vị trí, Trần Phỉ đem biên giỏ phóng tới mình tiện tay có thể lấy cầm tới địa phương, tiếp lấy đặt mông ngồi xuống trên ghế. Mà theo Trần Phỉ ngồi xuống, vốn là không có một ai cổng, một chút toát ra rất nhiều thân ảnh. Những này thân ảnh lẫn nhau xô đẩy, cuối cùng một tên tráng hán đi đến, ngồi xuống Trần Phỉ trước mặt. Tráng hán ngẩng đầu nhìn một chút nhậm trung dương, tiếp lấy đem ánh mắt đối hướng về phía Trần Phỉ, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Có cái gì không thoải mái địa phương, Trần Phỉ cười hỏi. Ban đêm mồ hôi trộn, còn xin đại phu nhìn xem. Tráng hán nói, đưa cánh tay đặt ở trên mặt bàn, chờ đợi Trần Phỉ xem mạch. Mồ hôi trộn, gặp ngươi tướng mạo, cho là khí hư gây nên. Trần Phỉ nhìn thoáng qua tráng hán cổ tay, không có xem mạch dự định, luôn cảm giác tay nếu là dựng vào đi, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Trần Phỉ sẽ không y thuật, vọng văn vấn thiết, hoàn toàn không biết. Nhưng Trần Phỉ mơ hồ nhớ kỹ, mình có nhìn dược thư, cũng sẽ nhìn một chút sách thuốc, cho nên một chút lý luận tri thức vẫn là hiểu được một chút, chỉ là hoàn toàn không có thực tiễn qua. Đại phu, có phải hay không muốn trước xem mạch một chút, tráng hán gặp Trần Phỉ Thuận miệng liền đến, thần sắc lập tức biến, thanh âm một chút trở nên âm lãnh trầm thấp. Sách thuốc có mây, vọng văn vấn thiết, không phải đều cần xem mạch. Trần Phỉ đạm định đạo, tiếp theo từ một bên biên giỏ bên trong, đem cái kia đất trống dưa đem ra. Theo Trần Phỉ trong tay áo một văn tiền biến mất, đất trống dưa biến thành khí huyết đang bộ dáng khí hư nhiều bồi bổ liền tốt đến viên này khí huyết đang ăn vào ngươi triệu chứng lập tức liền sẽ giảm bớt trần phỉ nhiệt tình nói tráng hán nhìn thoáng qua trần phỉ trong tay khí huyết đang thần tình lạnh như băng giảm xuống cầm qua khí huyết đang một thanh nuốt vào miệng ở trong trần phỉ giơ hai tay nhìn thấy khí huyết đang bị ăn dưới trực tiếp chính là hư không xào gan heo giỏ bên trong một chút lại toát ra một viên khí huyết đang ra. Trần Phỉ ngay lập tức đem khí huyết đang xuất ra, đưa tới khuôn mặt có chút mơ hồ tráng hán trước mặt, nói, một viên khí huyết đang không đủ, đến, ăn nhiều mấy quả. Tráng hán nhìn xem Trần Phỉ trong tay khí huyết đang, có chút hồi tỉnh lại, thần sắc lập tức trở nên phẫn nộ, trong đầu xuất hiện xào lăng gan heo kinh nghiệm, là cái chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có vật như vậy. Tráng hán tại trong thành này lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, ngươi cái này thuốc, không có hiệu quả, tráng hán tức giận nói. Đó là ngươi ăn không đủ nhiều, nghe ta, ăn nhiều mấy khỏa, hiệu quả liền ra. Tráng hán nhìn xem ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện khí huyết đang, gân xanh trên trán đều bị lung lay ra. Ăn một viên, đầy trong đầu liền đều là xào gan heo kinh nghiệm, cái này lại đến mấy khỏa, kia trong đầu nên biến thành cái dạng gì, tráng háng một thanh ném năm văn tiền, vẫn hận quay người rời đi y quán, mà Trần Phỉ thì là đắc ý đem tiền thu sạch. Kế tiếp, Trần Phỉ nhìn xem y quán bên ngoài tràn đầy người, lớn tiếng kêu lên. Cái này một bệnh nhân chính là năm văn tiền, nhiều như vậy bệnh nhân, tiền này còn phải. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả dạy đọc, v đức vê đức vê đức. Di gu đủ sợ. Công lắp đặt mới nhất bản. Đại phu, ta trúng độc, mau giúp ta nhìn xem. Trần Phỉ Tiến nói vừa dứt, một cái sắc mặt xanh xám người đi đến, mà Trần Phỉ đã đem giải độc đang nâng tại ở trong tay. Trúng độc. Rất tốt, bớt đi một văn tiền đem hoa quả biến thành đan dược. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ xem hết năm cái bệnh nhân, thuần ít lợi 22 tiền, có 3 văn tiền dùng để biến đan dược. Mà theo số tiền này tới tay, Trần Phỉ cảm giác mình có chút cứng ngắc đầu, tự hồ cũng trở nên linh động rất nhiều. Tự hồ ngay trong thức hải, có cái gì bị áp chế đồ vật, muốn khôi phục. Chỉ là có chút đáng tiếc là, theo cái thứ năm bệnh nhân rời đi, y quán cổng vốn là đám người chen chút cảnh tượng, một chút biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ cố ý đứng dậy, đi y quán cổng nhìn vài lần, thật là không có một ai. Trần Phỉ thử để nhậm trung dương một lần nữa đương lan trung, cũng không có gặp cái nào bệnh nhân lại đến cửa. Trước cửa có thể gian lưới bắt chim, Trần Vĩ có chút tiếc nuối, thật vất vả tìm được một đầu tích lũy tiền nhanh chóng phương pháp, kết quả mới năm người, liền không đến mới bệnh nhân. Trần Vĩ thậm chí còn nhiều lề mề một hồi, nhưng xác thực không có cái mới bệnh nhân xuất hiện, phản phất có tin tức gì, trong đám người truyền bá. Ta phải đi. Trần Vĩ đứng dậy, chuẩn bị rời đi y quán. Trần Vĩ có thể cảm giác được tầm quan trọng của tiền, cho nên Trần Vĩ muốn tiếp tục kiếm tiền không có khả năng một mực đợi ở chỗ này bất động. Có thể hay không để cho ta đi theo các hạ. Nhậm Trung Dương vừa rồi vẫn đứng ở bên cạnh, đầu khi thì rõ ràng, khi thì mê hồ, vừa rồi nhìn thấy sự tình, đều quên lãng rất nhiều. Nhậm Trung Dương bản năng minh bạch, mình loại tình huống này phi thường không đúng. Lại thật vất vả không cần đương lan trung, Nhậm Trung Dương không có lý do tiếp tục đợi tại y quán bên trong nhậm trung dương giờ phút này thần trí mặc dù có vẻ hơi mê hồ nhưng cũng minh bạch muốn đi theo trần phỉ mới có thể biết rõ ràng một ít chuyện tốt trần phỉ suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu bản tâm bên trên trần phỉ tự hồ cũng không hy vọng nhậm trung dương xảy ra chuyện mà đợi tại cái này y quán bên trong chỉ sợ về sau còn sẽ có sự tình khác phát sinh trần phỉ chọn đòn gánh bắt đầu ở trên đường phố đi không biết có phải hay không là trong tay áo tiền quan hệ trần phỉ bây giờ sẽ bắt đầu quan sát bốn phía mà theo lấy thời gian chuyển dời trần phỉ đầu não càng phát ra thanh tĩnh tư duy cũng dần dần trở về khắp nơi trước đó trần phỉ đều là theo bản năng xem nhẹ những chuyện này giống như thời khắc này nhậm trung dương cũng chỉ là vùi đầu đi theo trần phỉ đằng sau lại đi theo trần phỉ tự hồ cũng để nhậm trung dương có chút phí sức nhậm trung dương thỉnh thoảng đều sẽ quên mình sau đó phải làm cái gì cái này khiến nhậm trung dương trong lòng tràn đầy hàng ý trần phỉ gặp người liền chào hàng nước của mình quả nhưng không biết chuyện gì xảy ra vô luận trần phỉ làm sao chào hàng cũng sẽ không tiếp tục có người mua sắm trần phỉ hoa quả cứ việc những người kia nhìn thấy trần phỉ biên giỏ bên trong hoa quả trong ánh mắt tràn đầy tham lam nhưng chính là không ai nguyện ý lên trước nếm thử một viên đến đằng sau Trần Phỉ dứt khoát cũng không tại chào hàng hoa quả, mà là không ngừng quan sát đến tòa thành trì này. Thành trì không lớn, Trần Phỉ phát hiện đường lớn giống như liền trước mắt đầu này, đại bộ phận cửa hàng quầy hàng, đều tại đầu này đường lớn bên trên, bao quát vừa rồi y quán. Mà ngoại trừ đầu này đường lớn, Trần Phỉ còn trông thấy một chút âm sâu ngõ nhỏ. Những cái kia ngõ nhỏ, chỉ là nhìn lên một chút, tâm thần phản phất liền bị hấp dẫn nhậm trung dương thiếu chút nữa chủ động đi vào những cái kia ngõ nhỏ cũng may cuối cùng chính nhậm trung dương phản ứng lại bỏ qua một bên ánh mắt của mình trần phỉ không có nếm thử tiếng những cái kia ngõ nhỏ mà là không ngừng quan sát đến đường lớn bên trên từng cái cửa hàng tình huống thẳng đến trần phỉ đi tới một nhà võ quán trước đối với võ quán trần phỉ trong lòng bản năng lại có một loại cảm giác thân thiết chỉ là trần phỉ cũng nhớ không nổi loại này cảm giác thân thiết đến từ nơi nào võ quán đại môn một chút mở ra, khí tức âm lãnh theo đại môn mãnh liệt mà ra, Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, bên trong quả thật có thật nhiều thân ảnh đang nhảy vọt vũ động, tu luyện công pháp. Chúng ta nếu không đi địa phương khác, nhậm trung dương cảm thụ được chung quanh khí tức, không tự chủ được trùng mình một cái. Cường thân kiện thể, hai vị muốn hay không tiến đến nhìn xem. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Trần Phỉ cùng nhậm trung dương trước mặt, Nhậm Trung Dương theo bản năng lui về phía sau một bước, phản phất đối mặt một cái đại khủng bố. Trần Phỉ nhìn xem người tới, thân hình cao gầy, phản phất da bọc xương, đặc biệt là trên mặt xương gò má cao dọa người, hai viên tròng mắt tựa hồ cũng nhanh trừng ra ngoài. Cái này cường thân kiện thể thuyết pháp, một điểm sức thuyết phục đều không có. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phỉ có thể từ cái này nhân thân bên trên cảm nhận được một cổ thâm trầm khí tức ngột ngạt cường thân kiện thể không thể nói nhưng người này xác thực vô cùng mạnh nhận cái này kích thích trần phỉ trong đầu các loại hình tượng lấp lóe tần suất một chút lại nhanh rất nhiều chỉ là từ đầu đến cuối đều không thể đem hình tượng hoàn chỉnh ghép lại chúng ta còn có việc cáo từ trần phỉ suy nghĩ một chút quay người rời đi cái này võ quán để trần phỉ đều có chút kinh hãi vẫn là không nên tùy tiện đụng vào tốt ngươi không phải muốn kiếm tiền sao Ngươi hoa quả hiện tại không ai sẽ mua, cũng sẽ không có người tìm ngươi xem bệnh. Quán trưởng mang trên mặt nụ cười cổ quái, nhìn làm cho tâm thần người run rẩy. Trần Vĩ bước chân không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía võ quán quán trưởng. "Ngươi võ quán, có thể để cho ta kiếm tiền." Trần Vĩ thấp giọng nói. "Có thể, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đến kiếm." Quán trưởng nhẹ gật đầu. "Nói thế nào? Nhập ta võ quán, học ta công pháp" học thành học phí gấp đôi trả về quán trưởng thâm trầm nở nụ cười chỉ vào trần phỉ giỏ bên trong từng cái đầu lớn nhất hoa quả nói học phí liền muốn cái này cái khác không thu trần phỉ nhìn mình biên giỏ bên trong viên kia hoa quả mơ hồ trong đó trần phỉ minh bạch đây là mình tuổi thọ cái này biên giỏ bên trong thịnh phóng kỳ thật chính là trần phỉ hết thảy tất cả công pháp tu vi vốn nguyên tự nhiên cũng bao gồm tuổi thọ mà võ quán quán trưởng, điểm danh muốn, chính là Trần Vĩ tuổi thọ. Tuổi thọ chỉ cần bị lấy đi, kỳ thật hết thảy tất cả cũng đều bị cầm đi. Học phí quá mắc, Trần Vĩ lắc đầu nói. "Quý, tự nhiên có quý lý do. Nếu như cái này không chịu, lấy chúng nó mấy cái chống đỡ học phí, cũng là có thể." Võ quán quán trưởng trong mắt lóe lên một vòng tham lam, chỉ vào cái khác mấy cái ít hơn một chút hoa quả. Những này hoa quả bên trong kiếm ý ngút trời, hắc quan tràn ngập, càng có một đạo đỉnh thiên lập địa người dơ thẳng lên trời bào hiếu. Không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta nói là học phí quá đắt, ngươi gấp đôi trả về, ta sợ ngươi trả về không dậy nổi. Trần Phỉ nhìn xem võ quán quán trưởng nói. Theo đầu não càng phát ra rõ ràng, tư duy chuyển động, Trần Phỉ mặc dù vẫn là không nhớ nổi rất nhiều chuyện, nhưng đối với tự thân học đồ vật tốc độ, có một loại gần như cố chấp tự tin tự tin tới không có chút nào nguyên do, nhưng Trần Phỉ lại sâu khắc tin tưởng. Võ quán quán trưởng nghe được Trần Phỉ, không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười ở trong đã băng lãnh, lại tràn đầy tùy ý đùa cợt. Không biết dùng phương pháp gì, đã kiếm được một điểm tiền, bây giờ vậy mà liền dám dạng này càng rỡ. Nhưng càng rỡ tốt, không càng rỡ, làm sao có thể để lên tuổi thọ, để lên hết thảy tất cả, yên tâm, ta dám nói ra gấp đôi trả về, liền nhất định cho lên, chỉ cần ngươi dám vào ta võ quán. Võ quán quán trưởng dừng lại tiếng cười, quan sát Trần Phỉ, trong ánh mắt trào phúng không che giấu chút nào. Nhậm Trung Dương không khỏi kéo một chút Trần Phỉ ống tay áo, muốn nhắc nhở Trần Phỉ. Chỉ là nói còn chưa nói ra miệng, võ quán quán trưởng ánh mắt liền nhìn về phía Nhậm Trung Dương. Ngươi cũng cùng đi đi, võ quán quán trưởng nhìn chầm chầm Nhậm Trung Dương, lồi ra tròng mắt, liền tựa như vực sâu, để cho người ta không tự chủ được muốn rơi xuống đi vào. Nhậm Trung Dương vừa muốn gật đầu, ngay trong thức hải bỗng nhiên chấn động, trong ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, chỉ là cái này tia thanh minh lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Ta thì không đi được. Nhưng chính là lần này, để Nhậm Trung Dương kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt. Trong lòng đối với võ quán sợ hãi, càng phát ra bành trướng. Ngươi! Nhậm Trung Dương nhìn về phía Trần Phỉ, muốn tiếp tục nhắc nhở, chỉ là lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy võ quán quán trưởng một tay áo huy tới, Nhậm Trung Dương theo bản năng đưa tay ngăn tại trước mặt. Không học, cũng không cần ngăn tại cổng, đi một bên. Võ quán quán trưởng quát lạnh một tiếng, một cổ cự lực phun trào, Nhậm Trung Dương không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại mấy bước, đợi mở mắt thời điểm, phát hiện Trần Phỉ đã đi theo võ quán quán trưởng, hướng phía bên trong đi đến lại có thể cự tuyệt, cùng y quán thời điểm loại kia không cách nào cự tuyệt trạng thái, không đồng dạng. Nhưng Trần Phỉ tại sao muốn đáp ứng, nhậm Trung Dương có chút nóng nảy, cảm giác Trần Phỉ muốn một đi không trở lại. Chờ ta một lát, ta một hồi liền ra. Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua nhậm Trung Dương, cười nói. Võ quán quán trưởng nghe được Trần Phỉ, khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai tiếu dung, nhập hắn võ quán, còn muốn lấy ra, đơn giản không biết trời cao đất rộng từ hắn võ quán mở đến nay liền không có người có thể trở ra lại bình yên ra ngươi cẩn thận nhậm trung dương không khỏi thở dài một hơi nhìn xem trần phỉ bước vào võ quán đại môn mà đại môn cũng theo đó ầm vang nhắm lại cắt đứt nhậm trung dương ánh mắt nhậm trung dương sốt ruột hết lần này tới lần khác không thể làm gì lại loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái lại một lần nữa xuất hiện tại trong thức hải của hắn để nhậm trung dương ngay cả suy nghĩ đều trở nên chật vật mà đối mặt cái này lớn như vậy thành trì người đến người đi đường đi nhậm trung dương căn bản không dám tùy ý đi lại chỉ có thể cùng mình võ quán cạnh góc tường chờ đợi khả năng ra trần phỉ trần phỉ bước vào võ quán nhìn xem võ quán đại môn quan bế bên trong võ quán tất cả mọi người ngừng tu luyện từng cái ánh mắt nhìn về phía trần phỉ trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ chỉ có băng lãnh trần phỉ theo võ quán quán trưởng đi vào viện lạc ở giữa đột nhiên trần phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích quay đầu nhìn về phía viện tử nơi hẻo lánh vị trí nơi đó có một con thoi thóc màu đen chuột giờ phút này chính nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích thân thể ngẫu nhiên có cái chập trùng nhưng nhìn tình huống chỉ sợ cách triệt để chết đi cũng là chuyện không xa tự hồ cảm giác được trần phỉ ánh mắt chuột chật vật quay đầu nhìn về phía trần phỉ một người một chuột ánh mắt giao tiếp trần phỉ nao nao ngay trong thức hải kịch liệt lăn lộn vừa chú ý tới chuột, chỉ là bởi vì một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như đối mặt nhậm trung dương. Nhưng giờ phút này ánh mắt giao hội, lại làm cho Trần Phỉ thức hải kịch liệt trung chuyển. Trong tay áo mấy văn tiền bắt đầu một viên một viên biến mất, Trần Phỉ thức hải lan lộn tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, trong chốc lát, một đạo kiếm quang từ thức hải bên trong xuyên suốt mà ra, đem bốn phía mê vụ xé mở một đạo lỗ hổng. Trần Phỉ hai mắt hơi hiếp, bị che đậy ký ức linh tuệ, một chút đạt được phóng thích. Chiếu ảnh trảm thần kiếm, thức hải bên trong, bị Trần Phỉ ôn dưỡng trảm thần kiếm, một chút xuất hiện tại mê vụ bên ngoài, mà Trần Phỉ tâm thần bản tôn thì hoàn toàn thu liễm. Chiếu ảnh trảm thần kiếm, lúc trước dung hợp chiếu ảnh quyết, vốn là có thể tại tâm thần gặp công kích thời điểm, thay tâm thần bản tôn ngăn cản một lát. Bốn phía mê vụ thật giống như bị hấp dẫn, dần dần hướng phía trảm thần kiếm vần quanh mà đi, mà đem trần phỉ tâm thần bản tôn cho xem nhẹ, chỉ có một phần nhỏ mê vụ ở chung quanh dao động. Mà điểm ấy mê vụ, đã không cách nào đem trần phỉ tâm thần hoàn toàn che đậy. Trần phỉ không khỏi hít sâu một hơi, giống như người chết chìm, đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ, để trần phỉ cả người đều dễ dàng hơn. Loại này linh tuệ bị toàn diện áp chế cảm giác, quá mức khó chịu, ngơ ngơ ngát ngát, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể lần theo một điểm bản năng làm việc cũng may bởi vì cùng chuột yêu tâm thần liên hệ kích thích trần phỉ cũng bởi vì những số tiền kia cùng chiếu ảnh trảm thần kiếm ba thiếu một thứ cũng không được chuột yêu nhìn trừng trừng lấy trần phỉ nó chỉ cảm thấy trần phỉ rất quen thuộc cùng thân thiết nhưng hoàn toàn không biết loại cảm giác này tồn tại cho nên chỉ là đờ đẫn nhìn xem trần phỉ trần phỉ liếc qua chuột yêu đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía võ quán quán trưởng Võ quán quán trưởng ánh mắt tại Trần Phỉ cùng chuột yêu ở giữa di động một chút, võ quán quán trưởng có thể cảm giác ra, Trần Phỉ trên thân tựa hồ phát sinh một điểm biến hóa, chỉ là nhìn không ra đến cùng là cái gì. Bành Võ quán quán trưởng một cái vất tay, chuột yêu toàn bộ thân hình đánh tới hướng hậu viện, biến mất tại Trần Phỉ ánh mắt ở trong. Học phí ở chỗ này, cái gì quy tắc, cũng nói một cái đi. Trần Phỉ vỗ vỗ bên cạnh biên giỏ, ở trong hoa quả tương hổ nhấp nhô võ quán quán trưởng nhìn xem giỏ bên trong đồ vật ánh mắt bên trong tham lam không hề có chút che giấu nào hận không thể hiện tại liền đem những này hoa quả toàn bộ ăn vào trong bụng ta giáo một môn công pháp ngươi trong vòng một canh giờ học được yên tâm công pháp này tuyệt đối có người học được qua mê vọng thành bên trong hết thảy đều là đồng giá trao đổi võ quán quán trưởng nhìn về phía trần phỉ nhếch miệng cười lên lộ ra bén nhọn răng một canh giờ có thể bắt đầu đi trần phỉ nhẹ gật đầu bản bên trên giờ phút này ngân lượng cũng không nhiều liền mười mấy vạn lạng là trần phỉ lẻ tẻ tồn đi vào nếu như liền chút tiền ấy đối mặt cái này võ quán trần phỉ khả năng còn muốn chột dạ dù sao rất nhiều công pháp đơn giản hóa luyện thể cảnh còn dễ nói đại khái liền mấy vạn lượng mạnh như trấn long tượng trấn thân bộ phận lúc trước cũng bất quá là bỏ ra sáu vạn lượng mà thôi nhưng nếu như là luyện thể cảnh phía trên giãn hóa phí tổn một chút liền tăng vọt mười mấy vạn lạng căn bản là chịu không được ngân lượng là không nhiều nhưng trần phỉ tồn đi vào nguyên thạch số lượng liền không ít trần phỉ luyện chế ra những cái kia linh đan cũng không phải là toàn bộ đều sẽ phục dụng cũng sẽ ngẫu nhiên bán một chút đổi nguyên thạch đặc biệt là cảm nhận được tâm thần lực đối tu vi hạn chế về sau bán linh đan số lượng còn hơi nhiều một chút loại này vụn vặt lẻ tẻ tồn trữ Giờ phút này bản bên trên có nguyên thạch số lượng đạt đến hơn 100 khoa chương trình độ. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, cầm đi mua linh đan đều có thể để Trần Phỉ lại mở ra một viên khiếu huyệt ra, nhưng Trần Phỉ lại là cất xuống tới. Chỉ cần bản bên trên có tiền, Trần Phỉ nhiều khi trong lòng lực lượng đều sẽ đủ một chút. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, lúc nào số tiền này liền có đất dụng võ. Ha ha ha. Võ quán quán trưởng lớn tiếng nở nụ cười không chỉ có là hắn, chung quanh những cái kia vây xem võ quán học viên, giờ phút này cũng toàn bộ nở nụ cười, liền phản phất Trần Phỉ đang chờ không kịp muốn chết. Nhìn kỹ, đồ linh thuật. Võ quán quán trưởng chợt quát một tiếng, lấy tay làm đao, hướng về phía trước hư không chém vào xuống dưới. Trong tay vốn không một vật, nhưng theo lần này huy động, hình như có thiên băng địa hãm chi lực, tại tay phong trước ngưng tụ. Ông. Toàn bộ võ quán đều chấn động một chút. Trần phỉ tóc bị gió mạnh quét hướng về sau phiêu đảng, quần áo càng là dán tại trên thân thể, phát ra xé vải tiếng vang. Trần phỉ con mắt hơi hiếp, chiêu này, trảm thân, càng trảm thần, đồng thời còn có một cổ lực lượng kỳ lạ vờn quanh trong đó, trong thời gian ngắn, trần phỉ đều phân biệt không ra, cụ thể là cái gì. Võ quán quán trưởng thu thế đứng vững, quay đầu nhìn về phía trần phỉ, khóe miệng mang theo nụ cười khó hiểu, tay phải một chiêu, một bản bí tịch xuất hiện tại võ quán quán trưởng trong tay công pháp phát môn tu luyện liền tại bên trong bắt đầu đi bí tịch bay đến trần phỉ trước mặt trần phỉ đưa tay tiếp nhận bí tịch không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành sờ lên dị thường băng lãnh trần phỉ đem nó lật ra tinh tế phẩm độc lấy tới võ quán quán trưởng nhìn xem trần phỉ giỏ bên trong hoa quả đặc biệt là kia tuổi thọ tản ra mê người mùi thơm chỉ cần yên lặng chờ một canh giờ những vật này liền toàn bộ đều là hắn về phần trần phỉ có khả năng học được đồ linh thuật võ quán quán trưởng vừa rồi có một chút không nói đồ linh thuật cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh công pháp mà là mặt khác một môn công pháp bên trong tự mang một chiêu pháp thuật muốn học được đồ linh thuật nhưng thật ra là trước muốn đem môn kia công pháp học được lại tiếp tục học đồ linh thuật giống như trọng nguyên kiếm châu tại trọng nguyên kiếm chỉ có lĩnh ngộ học được trọng nguyên kiếm kiếm châu mới có thể xuất hiện. Muốn không học trọng nguyên kiếm, trực tiếp đem kiếm châu thi triển đi ra, không thể nói một tia hy vọng đều không có, nhưng cũng tất nhiên là chuyện muôn vàng khó khăn. Bởi vì trình tự bên trên lẫn lộn đầu đuôi, có lẽ thật có thiên tư trắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm người, có thể lấy điểm phá diện, thông qua đồ linh thuật một chút xíu đẩy ngược ra công pháp, nhưng này cũng tất nhiên cần thời gian. Không chỉ có là thời gian, suy luận thời điểm còn nhất định phải có được cực mạnh tu vi võ học đặt cơ sở mới có thể giống như người mù sờ voi sờ đến ngà voi liền muốn miêu tả ra toàn bộ voi bộ dáng đối với chưa bao giờ thấy qua voi cũng chưa nghe nói qua voi người mù mà nói đây là khó có thể tưởng tượng sự tình trần phỉ chân thực tu vi tất nhiên tại hợp khiếu cảnh dưới bởi vì mê vọng thành không cách nào áp chế hợp khiếu cảnh cường giả mà không có hợp khiếu cảnh tu vi thiên tư mạnh hơn, thời gian không đủ, tuyệt đối không có khả năng đẩy ngược công pháp, tiến tới học được đồ linh thuật. Bỏ ra không đến một khắc đồng hồ thời gian, Trần Phỉ đem đồ linh thuật bí tịch xem hết. Nhìn thấy một nửa thời điểm, Trần Phỉ liền phát giác cái này đồ linh thuật vấn đề. Chỉ là nào đó bộ công pháp một chiêu nửa thức, không có tổng cương, học một chiêu như vậy nửa thức, thật là khó khăn vô cùng. Cũng không phải không cách nào học được, dù sao bí tịch giảng thuật rất hoàn chỉnh, nhưng nhất định phải dựa vào thời gian cứng rắn mài. Một canh giờ. Để luyện khiếu cảnh đỉnh phong võ giả đến, đều làm không được chuyện này. Trừ phi có người cẩn thận không giữ lại dạy bảo, mới có thể. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía võ quán quán trưởng, trông cậy vào đối phương cẩn thận dạy bảo, không có chuyện tốt như vậy. Trần Phỉ tự thân cũng làm không được, nhưng bản có thể, năm đó ở Bình Âm huyện, một bản lung tung ghi chép kinh lôi kiếm tình bản ngạnh sinh sinh đơn giản hóa ra kinh tự quyết. Bây giờ tương đối hoàn chỉnh đồ linh thuật bày ở trần phỉ trước mặt, bản lại thế nào khả năng làm không được. Chỉ cần có tiền, rất nhiều vấn đề đều không phải là vấn đề. Vừa lúc, Trần Phỉ bây giờ có tiền. Võ quán quán trưởng khuôn mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phỉ, muốn gặp được Trần Phỉ tức hỗn hển bộ dáng, nhưng nhìn thấy chỉ là Trần Phỉ mặt mũi bình tĩnh. Phát hiện công pháp, phải chăng tốn hao 10 khối nguyên thạch, đơn giản hóa đồ linh thuật. Trần phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích, một chiêu pháp thuật, giản hóa giá cả vậy mà đuổi kịp cả bản trọng nguyên kiếm đơn giản hóa kim ngạch, từ cái này đó có thể thấy được, mang theo đồ linh thuật quyển bí tịch kia, nên tinh diệu tới trình độ nào. Cố gắng cùng trấn long tượng so sánh, đều tương xứng, đơn giản hóa. Đồ linh thuật đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Đồ linh thuật chém vào. Nhìn thấy đơn giản hóa kết quả, trần phỉ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười chuyện này xem như xong rồi thời gian không nhiều ngươi nhưng phải nắm chặt một chút a à, võ quán quán trưởng băng lãnh thanh âm vang lên cũng không phải gì đó hảo ý nhắc nhở mà là muốn cho trần phỉ càng lớn áp lực càng nhanh càng loạn càng loạn tâm cũng liền càng hoảng. đây là phần lớn người trạng thái bình thường loại kia gặp nguy không loạn người tự nhiên cũng có nhưng này một số người bất loạn chỉ là nội tâm nhưng lúc ấy bất ngờ gần thời điểm, vẫn như cũ sẽ không tự chủ tăng tốc bước chân. Tu luyện loại chuyện này, không phải ngươi nghĩ tăng tốc, liền có thể tăng tốc. Có đôi khi sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không. Mặc dù có một điểm mạch suy nghĩ, khi thời gian không đủ thời điểm, điểm này nhỏ bé mạch suy nghĩ cũng sẽ tiêu tán, khó mà bắt giữ. Trần Phỉ từ xem hết bí tịch về sau, thần sắc liền phi thường bình tĩnh, có lẽ là trong lòng có gật đầu tự võ quán quán trưởng lại thế nào khả năng để trần phỉ tọa nguyện tự nhiên là làm sao ngột ngạt làm sao tới thời gian rất nhiều cực khổ ngươi quan tâm trần phỉ ngẩng đầu nhìn về phía võ quán quán trưởng nhẹ giọng nở nụ cười a à, thật sao vậy ngươi nhanh thi triển cho ta xem một chút võ quán quán trưởng trực tiếp cười nhạo lên một canh giờ tu luyện đồ linh thuật lại còn dám nói thời gian rất nhiều người có thể cuồng vọng nhưng trần phỉ loại này cùng vọng chỉ là để võ quán quán trưởng cảm thấy buồn cười đợi lát nữa thật dâng lên tuổi thọ võ quán quán trưởng ngược lại là muốn nhìn một chút đến lúc đó trần phỉ còn có thể như thế nào mạnh miệng như thế nào cùng vọng xin chỉ giáo trần phỉ tay phải khẽ động đòn gánh rơi vào trần phỉ trong tay một đạo quan hoa từ đòn gánh một mặt sáng lên lưu quan hiện lên đòn gánh biến thành càng nguyên kiếm trần phỉ cầm trong tay càng nguyên kiếm hướng về phía trước phóng ra một bước một kiếm chém vào xuống dưới ha 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 nhìn thấy một kiếm này võ quán quán trưởng lên tiếng tùy ý phá lên cười trần phỉ kia bình tĩnh khuôn mặt vừa mới bắt đầu thật để võ quán quán trưởng có chút bận tâm coi là trần phỉ thật lĩnh ngộ ra thứ gì mặc dù ngắn như vậy thời gian thật rất không có khả năng học được đồ linh thuật nhưng ít nhiều vẫn là sợ hãi có cái gì ngoài ý muốn nhưng hôm nay cái này xem xét Trần Phỉ một kiếm này chém vào, cùng đồ linh thuật không hề có một chút quan hệ. Cứ như vậy chém vào, Trần Phỉ chính là chặt lên một năm, cũng không thể lĩnh ngộ được đồ linh thuật mảy may. Ha 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 ha. Bên trong võ quán những người khác, thấy thế cũng lớn tiếng dễu cợt, thanh âm chói tai khó nghe, giống như muốn từ lỗ tai của ngươi chui vào trong đầu, để cho người ta hận không thể đem miệng của những người này toàn bộ che lên. Luyện không tệ, mời tiếp tục, võ quán quán trưởng giọng mỉa mai nhìn xem Trần Phỉ, hư tình giả ý khích lệ nói. Trần Phỉ không nói gì, giờ phút này có quan hệ đồ linh thuật lĩnh ngộ tại Trần Phỉ thức hải bên trong dập dần, đồng thời Trần Phỉ cũng triệt để minh bạch cái này thức chiêu pháp ở trong ảo diệu. Công pháp, đồ linh thuật nhập môn, một phần 90.000, đồ linh thuật nhập môn đến tinh thông cần điểm kinh nghiệm, cao kinh người, phía sau viên mãn cùng đại viên mãn, cần điểm kinh nghiệm nhiều không dám tưởng tượng. Nếu như là những người khác bình thường tu luyện, mặc dù có hoàn chỉnh bí tịch, trên việc tu luyện đi cần thời gian hao phí, cũng là dài dằn dặc để cho người ta bỡ ngỡ. Nhưng từ một góc độ khác nhìn, môn này đồ linh thuật, đáng giá tốn hao thời gian dài như vậy đi lĩnh ngộ tu luyện. Đồ linh, cũng là đoạt linh, lấy đồ linh thuật chém giết sinh linh, trên người tinh hoa, đúng là sẽ bị ngạnh sinh sinh trực tiếp cướp lấy. Thông tục điểm giảng, cái này đồ linh thuật có chút đem mặt khác sinh linh, xem như từng khỏa đang dược đến đối đãi Giết quỷ dị, giết yêu thú, thậm chí là giết người, đều có thể cướp đoạt linh túy, để tự thân tu vi tăng trưởng. Càng đánh càng mạnh, càng giết càng mạnh. Tương đối khô khan bản thân tu luyện, cái này đồ linh thuật đơn giản chính là tăng tốc độ khí, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, một đường giết tiếp, cũng có thể một đường mạnh xuống dưới. Ma công, công tham tạo hóa ma công, bất quá, cái này đồ linh thuật cũng không hoàn chỉnh lấy đồ linh thuật chém giết sinh linh mặc dù có thể đoạt đến linh túy nhưng những này linh túy là che kín tạp chất cùng các loại rải rác tâm thần trực tiếp nuốt những này linh túy chút ít còn dễ nói một khi nhiều lên chỉ sợ tu vi còn không có bắt đầu tăng trưởng người tu luyện mình trước hết điên mất rồi lại loại này tràn đầy tạp chất linh túy đối với khiếu huyệt mà nói cũng không tính tốt bao nhiêu đồ vật rất có thể ảnh hưởng dưới một viên khiếu huyệt mở, thậm chí có khả năng biến thành trên người một sơ hở. Tất nhiên là có thuần hóa linh túy pháp môn, cái kia hoàn chỉnh công pháp bên trong, nên là có tương tự nguyên bộ, không phải cái này đồ linh thuộc liền trực tiếp biến thành gân gà. Ai? Trần Phỉ mở to mắt, không khỏi khẽ thở một hơi, dạng này chiêu pháp, vậy mà không phải hoàn chỉnh, để Trần Phỉ tràn đầy đáng tiếc. Nhanh như vậy liền từ bỏ rồi. Gặp Trần Phỉ thở dài, Võ quán quán trưởng âm lãnh nở nụ cười, trước đó biểu hiện những cái kia càng rỡ, đều chạy đi đâu rồi, công pháp này, ngươi có hoàn chỉnh sao? Trần Phỉ ngẩng đầu hỏi, cái này học một thức đồ linh thuật, quá khó tiếp thu rồi. Ha ha ha, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta đem hoàn chỉnh bí tịch cáo tri ngươi, võ quán quán trưởng phát ra tiếng cười ha hả, lại còn muốn làm dạng này nằm mơ ban ngày, đơn giản buồn cười, quá buồn cười, Trần Phỉ nhíu mày, nghe chung quanh truyền đến chói tai tiếng cười, lắc đầu, đồ linh thuật vận chuyển, Trần Phỉ dơ cao càng nguyên kiếm, hướng về phía trước chém vào mà đi. Ông Một tia gận sống tại càng nguyên kiếm mũi kiếm trước chấn động, cấp độ nhập môn đồ linh thuật, vi năng rất bình thường, nhưng uy năng lại bình thường, đó cũng là đồ linh thuật. Võ quán quán trưởng tiếng cười im bặt mà dừng, không biết là hắn, toàn bộ võ quán thanh âm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người đều mắt không chớp nhìn xem càng nguyên kiếm, nhìn xem kia ti chấn động võ quán quán trưởng nhìn xem càng nguyên kiếm lại cứng nhắc ngẩng đầu nhìn về phía trần phỉ trong ánh mắt kinh hãi phản phất muốn đem hai tròng mắt cho trường bạo trước một kiếm cùng đồ linh thuật còn mảy may quan hệ đều không có kết quả tiếp theo kiếm đồ linh thuật đã tu luyện nhập môn phản phất giống như ảo giác để cho người ta không thể tin được võ quán quán trưởng mình liền nắm giữ đồ linh thuật cho nên đối với một thức này hiểu quá rõ Trần Phỉ thi triển, xác thực chính là đồ linh thuật, không phải ảo giác, hết thảy đều là thật. Nhưng cũng bởi vì là thật, mới lộ ra như vậy hư giả. Làm sao lại có người, vừa cầm tới bí tịch, một chút liền học được. Cho dù là hợp khiếu cảnh dạng này cường giả, cũng không có khả năng có dạng này tốc độ tu luyện, bởi vì cái này không phù hợp bất luận cái gì tu luyện lẽ thường. Ngươi Ngươi làm sao làm được, võ quán quán trưởng không có phủ nhận, tại mê vọng thành, tự có quy tắc, dạng này phủ nhận, là không có ích lợi gì. Ngươi có hoàn chỉnh bí tịch sao? Trần Vĩ thu hồi càng nguyên kiếm, hỏi lần nữa. Lần này, không có tiếng cười chói tai, chỉ có võ quán quán trưởng đè nén không cam lòng cùng kia không thể tin. Không có. Không có. Võ quán quán trưởng cả người trong nháy mắt còng xuống, là thật còng xuống, vô số bản nguyên từ võ quán quán trưởng trên thân tiêu tán mà ra, rơi vào đến trần phỉ biên giỏ bên trong, biến thành mấy trăm văn tiền. Trước kia võ quán quán trưởng tuy là da bọc xương, bộ dáng dọa người, nhưng khí thế bàn bạc, để cho người ta không rét mà run. Nhưng giờ phút này theo bản nguyên tiêu tán, cả người giống như phải tùy thời hôi phi yên diệt. Ta còn muốn học những công pháp khác, Trần Phỉ nhìn chầm chầm võ quán quán trưởng nói. Võ quán quán trưởng không thể tin nhìn xem Trần Phỉ, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao, trần phỉ cùng võ quán quán trưởng đối mặt có cơ hội trần phỉ xác thực muốn đuổi tận giết tuyệt dám ham hắn tuổi thọ không đem nhà này võ quán tất cả mọi người hút sạch trần phỉ làm sao lại đi không có bành võ quán quán trưởng vừa dứt lời toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ tung không chỉ có là hắn mới vừa rồi còn không có chuyện gì cái khác võ quán học viên giờ phút này thân thể cũng trực tiếp tiêu tán hơn phân nữa lại là trên trăm mai văn tiền đã rơi vào trần phỉ biên giỏ ở trong sau một lúc lâu nổ tung võ quán quán trưởng một lần nữa ngưng kết lên khí tức khách quan vừa rồi càng thêm suy yếu ta còn muốn không nên nói nữa cầu ngươi không nên nói nữa ngươi có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp nói ra võ quán quán trưởng lớn tiếng kêu lên quy tắc hạn chế võ quán truyền thụ công pháp người khác muốn học giao nổi học phí ngươi liền muốn dạy dạy công pháp gì đều có thể nhưng nhất định phải dạy không dạy liền muốn tiếp nhận trừng phạt nhưng võ quán quán trưởng giờ phút này nơi nào còn dám dạy trần phỉ không có khả năng học được đồ linh thuật bị trần phỉ một đao phía dưới lĩnh ngộ những công pháp khác đối với trần phỉ mà nói lại khó lại chỗ nào khó khăn qua đồ linh thuật con kia chuột yêu ta muốn dẫn đi hảo hảo có thể mang đi võ quán quán trưởng liên tục không ngừng gật đầu tay phải huy động, chuột yêu xuất hiện tại Trần Phỉ bên chân, thoi thóp. Chữa khỏi nó, Trần Phỉ tiếp tục nói. Tốt. Võ quán quán trưởng bóp nát cánh tay của mình, tiêu tán năng lượng đánh vào đến chuột yêu thể nội. Vốn là sắp chết chuột yêu lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, những này, vốn là chuột yêu mình bản nguyên. Có thể sao? Võ quán quán trưởng cúi thấp đầu lâu, phản phất không dám nhìn Trần Phỉ, nhưng dưới tóc ánh mắt, tràn đầy oán độc hận không thể xé xác sống lột Trần Phỉ. Làm sao rời đi tòa thành này? Trần Phỉ nhìn xem võ quán quán trưởng, hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Bây giờ Trần Phỉ mặc dù ở chỗ này không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng Trần Phỉ nhất định phải tìm cho mình đường lui. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm gì, nhất định phải có rời đi đường tắt. Cái này ta không thể nói. Võ quán quán trưởng sắc mặt tụ biến, điên cuồng lắc đầu nói. Vì cái gì không thể nói, Trần Phỉ nhíu mày. Sẽ chết, võ quán quán trưởng thấp giọng nói. Sẽ chết, ngươi cũng muốn nói. Trần Phỉ nhìn chầm chầm võ quán quán trưởng, trầm giọng nói, nói xong cái này, ta sẽ trực tiếp đi. Võ quán quán trưởng miệng rung động, con mắt cắt gao nhìn chầm chầm Trần Phỉ, minh bạch đây là Trần Phỉ giới hạn thấp nhất, không nói, Trần Phỉ liền sẽ tiếp tục học công pháp, đem hắn hoàn toàn hấp thu. Nếu như cáo tri Trần Phỉ đáp án, thì còn có một chút hy vọng sống. Võ quán quán trưởng rung rẩy tay phải, chỉ hướng một cái phương hướng. Ông! Toàn bộ võ quán kịch liệt rung động, võ quán quán trưởng rít lên một tiếng, phản phất bị xóa đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là quán trưởng, học viên khác cũng từng cái lần lượt biến mất. Toàn bộ võ quán lấy cực nhanh tốc độ rách nát xuống dốc, trong chớp mắt, liền chỉ còn lại đổ nát thê lương. Trần Phỉ Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này phản phất rách nát mấy chục năm. Chỉ có gốc tường vị trí, một gốc mới cỏ chậm rãi mọc ra, khí tức cùng quán trưởng giống nhau như đúc. Trần Phỉ tiến lên, một cước đạp xuống. Hôm nay chương tiết thượng truyền thời điểm, phục chế dính dáng ra sai, dẫn đến một chút thư hữu hẳn là tốn nhiều tiền, phi thường thật có lỗi, theo Trần Phỉ đế giày rơi xuống, tiếng thét chói tai tại Trần Phỉ trong tai bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó là quán trưởng oán độc tiếng chửi rủa. Trần Phỉ thần sắc bất động, chậm đợi chỉ chốc lát, không có nhận bất kỳ xử phạt nào. Hiển nhiên, bụi cỏ này hiện tại cũng không tại thành trì bảo hộ quy tắc bên trong. Là bởi vì võ quán quán trưởng trước trái với quy tắc sao, Trần Phỉ cúi đầu nhìn xem đáy giày của mình, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Trần Phỉ trước đó hứa hẹn qua, đạt được đáp án trực tiếp đi, nhưng trước khi đi, dẫm đạp một chút hoa hoa thảo thảo, xem như cử chỉ vô tâm A, đồ linh thuật, cấp độ nhập môn đồ linh thuật lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ vận chuyển lại, chiến đấu bên trong, loại trình độ này chiêu pháp, khẳng định là khó dùng, đoán chừng còn không có dùng đến, liền sẽ bị người ta tóm lấy sơ hở. Nhưng bây giờ, trấn áp một cây cỏ, lại là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bản tại trần phỉ đế dày không ngừng rung động cỏ xanh, phản phất cảm thấy đồ linh thuật khí tức, điên cuồng dằn co, trần phỉ vang lên bên tai tiếng chửi rủa trở nên càng lúc càng lớn thậm chí là một chút tâm thần nguyền rủa đều phiêu phù ở trần phỉ ngay trong thức hải bất quá những này nguyền rủa tất cả đều bị trần phỉ dẫn tới trảm thần kiếm bên trên đối với trần phỉ tâm thần bản tôn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng a à, theo một tiếng thê lương tiếng thép chói tai cỏ xanh một chút biến mất không thấy gì nữa một cổ tinh thuần linh túy xuất hiện tại trần phỉ thể nội cảm giác linh túy độ tinh khiết trần phỉ suy nghĩ một chút đem nó một thanh đánh vào đến càng nguyên kiếm bên trong. Hấp thu loại này ngoại lai linh túy, Trần Phỉ cuối cùng còn phải tốn thời gian đi thuần hóa, mà lại về thời gian tuyệt đối không ngắn. Đã như vậy, còn không bằng không hấp thu. Tối thiểu khi tìm thấy nhanh chóng thuần hóa phương pháp trước, Trần Phỉ là sẽ không mạo muội hấp thu những này linh túy. Mà đem những này linh túy cho linh khí, ngược lại là một loại lựa chọn tốt. Linh khí mặc dù cũng muốn cầu linh túy tinh thuần, nhưng không hề giống võ giả tinh tế như vậy những cái kia linh túy bên trong sen lẫn một chút tâm thần mảnh vỡ căn bản là không có cách tại linh khí ở trong tồn tại bao lâu liền sẽ dần dần tiêu tán trần phỉ lách mình đi vào cửa võ quán nhậm trung dương tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem trần phỉ trần phỉ vậy mà thật trong thời gian ngắn liền theo võ quán ra nhậm trung dương quay đầu nhìn thoáng qua võ quán đột nhiên khẽ giật mình mới vừa rồi không có chú ý giờ phút này nhậm trung dương mới phát hiện vừa mới còn ngăn nắp xinh đẹp võ quán giờ phút này không ngờ rách nát không còn hình dáng chuyện gì xảy ra bên này đi trần phỉ đem càng nguyên kiếm một lần nữa biến thành đòn gánh chọn biên giỏ hướng phía võ quán quán trưởng trước đó chỉ phương hướng đi đến trên đường đi không ít nhìn thấy trần phỉ người giờ phút này đều xa xa tránh đi tự hồ không nguyện ý cùng trần phỉ đụng mặt trần phỉ trong lòng khẽ nhúc nhích xem ra võ quán dị biến, đã truyền đến những người này trong tai. Lấy sức một mình, đem võ quán trực tiếp phá hủy, trên đường phố người mặc dù không biết Trần Phỉ là thế nào làm được, nhưng không thể nghi ngờ, cái này cho bọn hắn cực lớn cảnh cáo. Như không cần thiết, vẫn là xa xa tránh đi người này tương đối tốt. Trần Phỉ sờ lấy trong tay một văn tiền, trước đó Linh Tuệ bị che đậy, Trần Phỉ đương nhiên sẽ không nghĩ đến nghiên cứu số tiền này, chỉ là bản năng muốn nhiều kiếm tiền nhưng bây giờ linh tuệ trở về đối với tiền này hai trần phỉ tự nhiên nhịn không được tò mò tòa thành này giống như hết thảy đều có thể dùng tiền đến chỉ thay mặt võ quán quán trưởng bản nguyên có tuyệt đại bộ phận đều hóa thành tiền hai rơi xuống trần phỉ biên giỏ ở trong còn có ăn trái cây trả tiền cùng xem bệnh trả tiền những người kia đem tiền mang lấy ra những người kia rõ ràng đều suy yếu một chút trần phỉ ngón tay có chút dùng sức một văn tiền bỗng nhiên cắt thành hai đoạn tiếp theo từ chỗ đứt một chút tiêu tán, không có vào đến trần phỉ trong thân thể. Một sợi nhẹ nhàng chi khí, vô tâm thần mảnh vỡ, tinh thuần đến cực điểm, đây là thuần túy nhất bản nguyên, trần phỉ con mắt hơi sáng lên, tương đối độ linh thuật hấp thu tới linh túy, tiền này hai chỗ hóa bản nguyên, có thể trực tiếp hấp thu, một điểm ảnh hưởng đều không có. Trần phỉ ngẩng đầu nhìn tòa thành này, hiển nhiên quy tắc của nơi này, đã đem những này bản nguyên cho hoàn toàn thuần hóa. Trần Phỉ nhìn xem giỏ bên trong mấy trăm văn tiền, nếu như đem những này toàn bộ hấp thu, Trần Phỉ tâm thần lực tướng sẽ tăng vọt, xông phá luyện khiếu cảnh sơ kỳ tâm thần lực công xiền, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, Trần Phỉ tại đột phá luyện khiếu cảnh trung kỳ trước, đều không cần vì tâm thần lực không đủ mà phiền não. Mà tâm thần lực tăng vọt, sẽ tự nhiên kéo theo khiếu huyệt tốc độ tu luyện. Mấu chốt nhất chính là, từ luyện khiếu cảnh sơ kỳ đột phá đến luyện khiếu cảnh trung kỳ cái kia đạo khảm đối với trần phỉ mà nói sẽ cực lớn yếu bớt cái khác luyện khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả như liêu hán thâm dạng này đều phải ôn dưỡng nện vững chắc căn cơ một đoạn thời gian lại tìm kiếm thời cơ đột phá không phải rất có thể đột phá thất bại nhưng trần phỉ tương đối bọn hắn không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều đây chính là tâm thần lực đủ cường đại chỗ tốt Trần Phỉ mang theo nhậm trung dương một đường tiến lên, cuối cùng đứng tại một tòa cửa thành trước. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn tòa thành này cửa, một cổ khí tức ngột ngạt đập vào mặt, Trần Phỉ ngay trong thức hải mê vụ, một chút trở nên sinh động rất nhiều, đem trảm thần kiếm gắt cao bao khỏa ở trong đó. Thậm chí còn có không ít mê vụ quấn quanh hướng Trần Phỉ tâm thần bản tôn, cái này khiến Trần Phỉ không thể không lùi về phía sau mấy bước, mới khiến cho loại tình huống này làm dịu. Tại võ quán quán trưởng vạch cái phương hướng này trước, Trần Phỉ kỳ thật tới qua nơi này. Nhưng lúc ấy Trần Phỉ đi ngang qua nơi này thời điểm, nơi này kỳ thật thứ gì đều không có, là lấp kính hoàn chỉnh vách tường. Nhưng bây giờ, bức tường này bích biến thành cửa thành. Ngươi thấy được cái gì, Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía Nhậm Trung Dương. Một mặt tường. Nhậm Trung Dương có chút nghi hoặc nhìn Trần Phỉ, vừa rồi Trần Phỉ dẫn hắn đến nơi đây, đồng thời còn ở nơi này ngừng chân thật lâu, nhậm trung dương liền lòng tràn đầy nghi hoặc. Lấp kính vách tường, tại sao muốn nhìn chầm chầm, Trần Phỉ Long mày khẽ nhúc nhích, tòa thành này cửa, vậy mà chỉ có hắn nhìn thấy, mà nhậm trung dương cùng trước đó Trần Phỉ, chỉ có thể nhìn thấy một mặt tường bích mà thôi. Là võ quán quán trưởng chỉ hướng, vẫn là Trần Phỉ khôi phục thanh tĩnh, hay là cả hai kim hữu, không nên chống cự. Trần Phỉ bóp nát mấy văn tiền, một chỉ điểm hướng nhậm trung dương cái tráng nhậm trung dương trong lòng giật mình bản năng muốn tránh đi nhưng ngay lúc đó bị nhậm trung dương ngạnh sinh sinh ngừng lại bản tâm bên trong nhậm trung dương là tin tưởng trần phỉ bằng không thì cũng không đến mức dạng này một mực đi theo tiền hai hóa thành bản nguyên giống như một đạo lưỡi dao đem nhậm trung dương thức hải bên trong mê vụ một phân thành hai nhậm trung dương tâm thần linh tuệ trong nháy mắt tỉnh dậy nắm chắc tình huống chung quanh lại nhìn nơi này, có cái gì không giống sao? Trần Phỉ gặp Nhậm Trung Dương muốn nói chuyện, khoát tay áo. Nhậm Trung Dương đem nói thu hồi, nhìn về phía trước, con mắt hơi hiếp. Nhậm Trung Dương tâm thần lực không ngừng chấn động, nhưng ở trong mắt, nơi này vẫn là lớp kính tường. Nhưng tâm thần bên trong, nhưng lại nói cho Nhậm Trung Dương, tường này có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề gì, Nhậm Trung Dương nhìn không ra, Trần Phỉ nhìn xem Nhậm Trung Dương thần sắc, lông mày không khỏi nhíu lại, vẫn là lớp kính tường sao? Nói cách khác, không có thành nội người chỉ dẫn, hãm tại chỗ này ngoại nhân, xuất liên tục miệng cũng không tìm tới. Nhưng chỉ dẫn ra miệng, rõ ràng là phạm vào quy tắc của nơi này, giống như võ quán quán trưởng như thế, gần như bị xóa bỏ, chỉ lưu lại một điểm sinh cơ. Cho nên không phải bị buộc đến tuyệt lộ, gần như không có khả năng để trong thành người, vì bọn họ chỉ đường trần Vĩ, ta đoán chừng không kiên trì được bao lâu nhậm trung dương ở một bên đột nhiên nói kỳ thanh minh ánh mắt tại cái này ngắn ngủi một lát thời gian lại bắt đầu trở nên có chút đục ngầu nhậm trung dương thức hải bên trong mê vụ trần Vĩ chỉ là bổ ra khe hở cũng không có xua tan chính trần Vĩ trong thức hải mê vụ đều không thể lực xua tan chẳng qua là dụng tâm thần kỹ chặn lại mà thôi dưới tình huống bình thường hẳn tại chỗ này ngoại nhân muốn thời gian dài bảo trì thanh tĩnh nhất định phải dùng tiền hai bản nguyên không ngừng cọ rửa mê vụ hoặc là chính là tâm thần lực đầy đủ mạnh trực tiếp xé rách mê vụ ngăn cản bất quá muốn đạt tới loại trình độ này chỉ sợ muốn luyện khiếu cảnh đỉnh phong tâm thần lực mới có thể lại còn lại chính là trần phỉ loại này có được đặc thù tâm thần kỹ người về phần linh khí có thể bảo vệ luyện khiếu cảnh tâm thần lực linh khí cực kỳ hiếm thấy không cần lo lắng ngươi ở chỗ này chờ ta một chút trần phỉ dặn dò một tiếng hướng phía cửa thành vị trí đi đến ngay trong thức hải mê vụ bắt đầu lăn lộn trần phỉ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút ngây ngô biên giỏ bên trong tiền hai bắt đầu biến mất bản nguyên lực lượng che lại trần phỉ linh tuệ tâm thần người đến người nào một tiếng quát lớn đột nhiên tại trần phỉ vang lên bên tai trần phỉ một chút quay đầu nhìn lại cửa thành bên cạnh vừa rồi vốn là vắng vẻ địa phương chẳng biết lúc nào toát ra một đạo thân mang nha dịch trang phục người cầm trong tay lưỡi dao ánh mắt băng lãnh nhìn xem trần phỉ nơi này có thể hay không ra khỏi thành trần phỉ nhìn xem nha dịch trầm giọng nói thành chủ lệnh cửa thành một tháng vừa mở lúc khác chỉ có vào chứ không có ra nha dịch lường trần phỉ một chút cao giọng nói lần sau mở cửa thành là lúc nào trần phỉ con mắt có chút sáng lên một tháng vừa mở, nói rõ vẫn là có thể đi ra, thành này, ngược lại là lưu lại một chút hy vọng sống. Đương nhiên, không có một chút thủ đoạn đặc thù, đoán chừng ở chỗ này, một ngày cũng sống không nổi, liền đã bị hút khô. Giống như chuột yêu, Trần Phỉ nhìn thấy thời điểm, đều đã thoi thóp, hiển nhiên sống không quá ngày thứ hai. Nha dịch nghe được Trần Phỉ tra hỏi, chưa hề nói, mà là trực tiếp nhắm mắt lại. Trần Phỉ khẽ chau mày, không có thời gian cụ thể tại cái này một mực ngồi chờ không khỏi quá mức bị động mà lại trong thành này sắc trời đem ngầm trần phỉ bản năng cảm thấy tiếp tục lưu lại trên đường phố có thể sẽ có cái khác nguy hiểm trần phỉ nhìn thoáng qua mình biên giỏ tay phải một chỉ mười cái đồng tiền bay lên trôi hướng nha dịch nha dịch con mắt một chút mở ra nhìn trần phỉ một chút phất tay đem mười cái đồng tiền thu vào trong tay áo hai ngày sau giờ tí cửa thành mở, nói xong lời này, nha dịch con mắt một lần nữa đóng lại. Trần Vĩ chấp tay, từng bước một thối lui ra khỏi cửa thành Phạm Vi. Nhậm Trung Dương thời khắc này ánh mắt, thanh minh cùng đục ngầu không ngừng luân chuyển. Nhậm Trung Dương tâm thần tu vi kỳ thật không tầm thường, nhưng không có thủ đoạn đặc thù, đối với loại này liên tục không ngừng mê vụ áp chế, căn bản là đỉnh không qua tới. Nhậm Trung Dương nhìn thấy Trần Vĩ xuất hiện, mau tới trước vừa rồi nhậm trung dương nhìn xem trần phỉ đi về phía trước kết quả không có mấy bước đã nhìn thấy trần phỉ biến mất sắc trời hơi trễ chúng ta trước tìm chỗ ở trần phỉ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tối tăm mờ mịt màn đêm sắp giáng lâm trần phỉ mang theo nhậm trung dương trực tiếp về tới y quán bên trong trần phỉ hồi tỉnh lại thời điểm chính là trên đường phố căn bản cũng không có phòng ốc có thể chọn ngược lại là nhậm trung dương xuất hiện địa phương tại y quán, mà y quán bên trong, đều là có phối trí ký túc xá loại hình. Y quán bên trong người trông thấy Trần Phỉ cùng nhậm trung dương đi mà phục trả, đặc biệt là minh sát tỏ vẻ ra là muốn dừng chân thời điểm, tất cả đều có chút mơ hồ. Hắn ở chỗ này ngồi xem bệnh qua, ta cũng ở nơi đây ngồi xem bệnh qua. Thậm chí các ngươi nếu như cần, ta mấy ngày kế tiếp đều có thể ở chỗ này ngồi xem bệnh. Trần Phỉ nhìn trước mắt quán trưởng, vang nài bà thầm nghĩ, cho nên, dừng chân sự tình, các ngươi vẫn là phải an bài. Y quán không có nói cung cấp dừng chân. Y quán quán trưởng mặt không chút thay đổi nói. Không có nói cung cấp, Trần Phỉ thanh âm có chút nhấc lên. Không có nói cung cấp, quán trưởng chém đinh chặt sắt nói. Vậy các ngươi ở đây, Trần Phỉ chỉ vào y quán bên trong cái khác tạp dịch đạo, người nơi này cũng không ít, liếc nhìn lại, chừng mười mấy chúng ta ở đâu, cùng ngươi không quan hệ, y quán quán trưởng sắc mặt bỗng nhiên lạnh như băng xuống tới, ánh mắt âm hàng nhìn xem Trần Phỉ. Ngươi có muốn hay không ăn hoa quả? Trần Phỉ tay phải một chiêu, một viên quả táo đã rơi vào Trần Phỉ trong tay, đưa tới quán trưởng trước mặt. Y quán quán trưởng lông mày không ngừng rung động, trực tiếp không để mắt đến Trần Phỉ vấn đề này. Trần Phỉ tà môn, hắn đã sớm biết, trái cây này ăn hết, chỗ tốt gì cũng không chiếm được, đoán chừng còn muốn bồi thường tiền. Ngươi biết, vừa rồi trong thành có cái võ quán, nó sụp đổ sao, Trần Phỉ đem hoa quả thả lại biên giỏ bên trong, nhìn xem y quán quán trưởng, đột nhiên thấp giọng nói. Ngươi uy hiếp ta. Y quán quán trưởng con mắt trực tiếp trừng, âm độc khí tức bỗng nhiên tràn ngập tứ phương, một bên nhậm trung dương không tự chủ được trùng mình một cái, thần sắc hoảng sợ nhìn xem y quán quán trưởng. Liền vừa mới trở về trên đường, nhậm trung dương linh tuệ lại bị ngăn chặn, cho nên giờ phút này lại quên lãng mình là ai. Duy nhất, chính là đối trần phỉ tín nhiệm cảm giác càng phát tăng cường. Đúng, ta đang uy hiếp ngươi. Ngươi đoán xem, ta có thể hay không dùng đồng dạng biện pháp, đem nơi này cũng làm đổ. Trần phỉ nhìn thẳng y quán quán trưởng hai mắt, nhẹ nhàng đụng một cái biên giỏ, giỏ bên trong vang lên đồng tiền va chạm nhau nhẹ vang lên âm thanh. Chỉ nghe thanh âm, liền biết số lượng không hạ mấy trăm miếng. Ngươi cảm thấy, ta giỏ bên trong tiền, đều là từ đâu tới, Trần Phỉ thấp giọng nói. Y quán quán trưởng ánh mắt bên trong oán độc, tựa như muốn lộ ra hốc mắt, hết lần này tới lần khác Trần Phỉ không có chút nào vẻ sợ hãi. Mà theo lấy thời gian dời đổi, Trần Phỉ biểu lộ dần dần trở nên lạnh lùng, lạnh lùng y quán quán trưởng không hiểu có chút hoảng hốt. Trần Phỉ đến cùng làm sao làm đổ vỏ quán, không ai biết, nhưng y quán quán trưởng được chứng kiến Trần Vĩ trêu đùa những bệnh nhân kia, hai bên kết hợp, Trần Vĩ hẳn là thật không phải là đang nói khoác lác. Nếu như không cho Trần Vĩ một cái hài lòng trả lời chắc chắn, cố gắng Trần Vĩ thật muốn làm đổ y quán. Nghĩ đến cái này kết quả, y quán quán trưởng không khỏi thu hồi khí thế của mình. Bất quá là cung cấp một cái dừng chân, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Một buổi tối mười văn tiền, y quán quán trưởng âm trầm nói một văn tiền, Trần Phỉ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Y quán quán trưởng con mắt trực tiếp trừng mở, cái này trả giá phương thức, đều không phải là chặn ngang chặt, mà là chặt tới mắt cá chân vị trí. Một cơn lửa giận bay thẳng tráng, nhưng cuối cùng bị quán trưởng ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Tốt, một văn tiền, y quán quán trưởng cắn răng nói, bén nhọn răng va chạm nhau, đúng là phát ra tiếng kim loại. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ ở đến y quán hậu viện trong túc xá, mà sắc trời bên ngoài, lấy không phù hợp lẽ thường tốc độ đen lại. Màn đêm, giáng lâm, trong phòng, khu lục sắc đèn đuốc lóe ra, trên vách tường, Trần Phỉ cùng nhậm trung dương hai người cái bóng lúc dài lúc ngắn, tựa như quái dị tại nghe răng trợn mắt. Nhậm trung dương đổ vào trên giường nằm ngáy o o, linh tuệ bị che đậy về sau, nhậm trung dương biểu hiện giống như một người bình thường, hoàn toàn quên đi mình có được một thân bàn bạc lực lượng lại bởi vì tâm thần lực cùng mê vụ không ngừng đối kháng, dẫn đến mỏi mệt dị thường, cho nên chỉ là một lát không đến, liền thật sâu ngủ xuống dưới. Trần Phỉ khoanh chân ở một bên, nhìn xem giỏ bên trong đồng tiền, tại Trần Phỉ ánh mắt dưới, đồng tiền từng mai từng mai trôi nổi. Trần Phỉ nhìn xem những này đồng tiền, trầm ngâm một lát, đồng tiền một viên tiếp lấy một viên vỡ vụn ra. Tinh thuần bản nguyên chi lực phiêu đảng ra, Trần Phỉ có chút khẽ hấp, từng tia từng sợi lực lượng bị Trần Phỉ hút vào trong thân thể. Trần Phỉ vốn là thu liễm tâm thần bản tôn một chút sinh động, thiên ti quyết vận chuyển, đem những này bản nguyên chi lực từng cái dung nhập vào tâm thần ở trong. Như mặt nước tơ lụa, luyện hóa những này bản nguyên lực lượng, Trần Phỉ không có cảm giác được một tia trở ngại, rất là thuận lợi đem những lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ trong chốc lát, Trần Phỉ liền bắt đầu cảm giác được tâm thần lực tăng trưởng. Trần Phỉ Tâm thần lực, tại luyện hóa một chút thượng đẳng linh tài về sau, nay đã đạt tới trưởng khống 30 khỏa khiếu huyệt trình độ. Bây giờ tâm thần lực một gia tăng, một chút liền đi tới trưởng khống 31 khỏa khiếu huyệt trình độ. Tốc độ không có dừng chút nào trệ hoặc là chậm lại, theo đồng tiền không ngừng vỡ vụn, Trần Phỉ Tâm thần lực tiếp tục hát vang tiếng mạnh. 32 khỏa, 33 khỏa, 34 khỏa, chỉ là ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, Trần Phỉ Tâm thần lực liền đi tới trưởng khống 36 khỏa khiếu huyệt trình độ. Đây là luyện khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mới có thể có tâm thần lực cường độ. Tuyệt đại bộ phận luyện khiếu cảnh, muốn đạt tới dạng này tâm thần lực tiêu chuẩn, đều phải dựa vào thời gian đến chồng chất. Bình thường môn phái, có thể khen thưởng cho môn nhân đoán thần đan, ít càng thêm ít. Mạnh như tiên vân kiếm phái, như liêu hán thâm dạng này, tâm thần lực đạt tới bây giờ vị trí, cũng bỏ ra ròng rã hơn 20 năm thời gian. Mà trận này luyện hóa còn chưa kết thúc, theo thời gian trôi qua, tâm thần lực tại dừng lại một đoạn thời gian ngắn về sau, trực tiếp phá vỡ mà vào đến trưởng khống 37 khỏa khiếu huyệt trình độ. Đến trình độ này, trần phỉ tâm thần lực phản phất chịu đựng một trận cỡ nhỏ thuần hóa, tinh thuần cùng linh động, nâng cao một bước. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là chân chính thuế biến chỉ có chờ trần phỉ khiếu huyệt tu vi cũng đạt tới luyện khiếu cảnh trung kỳ, tâm thần lực mới có thể cùng thân thể một loại thuế biến. Bất quá dù vậy, trần phỉ bây giờ ít lợi cũng không thể coi thường, lại cái này ít lợi, còn chưa kết thúc. Đồng tiền mới sử dụng một nửa, trần phỉ luyện hóa, vẫn còn tiếp tục. trưởng khống 38 khỏa, 39 khỏa, 40 khỏa, 41 khỏa, càng đi về phía sau, tâm thần lực tăng trưởng càng chậm, tại đồng tiền còn lại 100 mai tả hữu thời điểm, Trần Phỉ chậm rãi ngừng lại. Cảm thụ được tâm thần lực linh động, Trần Phỉ phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Tâm thần lực tăng vọt, thân thể có chút lơ mơ cảm giác xuất hiện lần nữa tại Trần Phỉ cảm giác bên trong, Trần Phỉ không ngừng vận chuyển trấn long tượng, dần dần đem loại này dị dạng áp chế, cũng cuối cùng tiêu trừ sạch sẽ. Chưởng khống 41 khỏa khiếu huyệt tâm thần lực, tại trảm thần kiếm hấp dẫn mê vụ điều kiện tiên quyết, Trần Phỉ Tâm thần lực bản tôn đã không cần thu liễm quá nhiều. Nếu như Trần Phỉ Tâm thần lực có thể tiếp tục trưởng thành, mê vụ đối với Trần Phỉ ảnh hưởng cũng đem càng ngày càng thấp, cho đến không lọt vào mắt mới thôi. Nếu như Tu Vi có thể đạt tới hợp khiếu cảnh, càng là có thể trực tiếp xé rách tòa này quỷ thành, mà không phải như bây giờ, bị quản chế ở các loại quy tắc phía dưới. Còn lại 100 mai tả hữu đồng tiền, Trần Phỉ không có đem nó toàn bộ luyện hóa, chỉ là vì bất cứ tình huống nào. Dù sao cửa thành muốn chờ hai ngày sau giờ tí mới mở ra, hai ngày này sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng khó mà nói. Ừm. Trần Phỉ Chính cảm giác tâm thần lực tăng cường sau biến hóa rất nhỏ, đột nhiên đầu lâu một chút nâng lên, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe phòng ốc bên ngoài động tĩnh. Cộc cộc cộc. Một tia như có như không tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, chuẩn xác mà nói, là ở bên ngoài đường lớn bên trên xuất hiện từ vào đêm bắt đầu, toàn bộ mê vọng thành liền lâm vào trong yên lặng, mặc kệ là phía ngoài đường lớn, vẫn là y quán nội bộ, mặc kệ là người hay là quỷ, toàn bộ núp ở phòng ốc ở trong. Cho nên cái này đột ngột vang lên tiếng bước chân, liền lộ ra càng rõ ràng. Nhiệt độ cũng tại hàng. Trần Phỉ nhìn xem trên cửa sổ từng mảnh từng mảnh ngưng kết ra sương lạnh, nhiệt độ trong phòng bằng tốc độ kinh người hạ xuống, lóe ra u lục sắc ánh nến, đang nhấp nháy chỉ chốc lát về sau, một chút dập tắt. Cả phòng trong nháy mắt tiến vào trong hắc ám. Cộc cộc cộc. Trên đường phố tiếng bước chân dần dần rõ ràng, phản phất có vô số người tại cùng nhau tiến lên, nhưng lắng nghe, nhưng lại chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Bước chân tiếng vang giống như dẫm đạp tại trái tim của người ta bên trên, vỗ vỗ, đạp lòng người miệng khó chịu, không nhịn được muốn lớn tiếng gào thét, phát tiết loại này biệt khuất cùng phiền muộn. Trong lúc ngủ mơ nhậm trung dương bắt đầu bất an lật qua lật lại, phản phất có thứ gì ngay tại dần dần cuốn lên tới. Trần phỉ con mắt nhắm lại, nhìn chầm chầm vách tường, phản phất muốn xuyên thấu qua vách tường, nhìn ra phía ngoài. Có một cổ dị dạng khí tức tại ở gần, nó phản phất bị thứ gì hấp dẫn, trực tiếp hướng phía bên này đánh tới. Trên giường, nhậm trung dương dưới thân thể ý thức của mình, bờ môi phát tiếng, thể nội nguyên lực giống như bị phong ấn, không có chút nào ba động, không cách nào cho nhậm trung dương chút nào bảo hộ. Trần Phỉ Long mày không khỏi nhăn lại, trong đêm tối mê vọng thành, xác thực có đại khủng bố, nhưng là, chẳng lẽ ngay cả trốn ở trong phòng, đều tránh không khỏi loại này kinh khủng sao, hô. Ngoài phòng, tự dưng gió bắt đầu thổi, chấn toàn bộ cửa sổ lắc lư, cái kia đạo khí tức, giờ phút này đang đứng tại ngoài phòng. Trần Phỉ có thể cảm giác được, cái kia đạo khí tức ngay tại nhìn chầm chầm phòng ốc hoặc là nói, nhìn chằm chằm có người trong nhà. Ly. Một đạo phản phất chỉ ở thần hồn bên trong vang lên bén nhọn tiếng gào, một cổ mãnh liệt bối rối quét sạch trần phỉ, trần phỉ gân xanh trên trán không khỏi bạo khởi. Trần phỉ con mắt bỗng nhiên mở ra, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh không biết lúc nào đã phát sinh biến hóa. Trần phỉ sớm đã không tại phòng ốc bên trong, bốn phía có, chỉ là đầy trời mê vụ. Trần phỉ một tia kêu gọi từ đằng xa truyền đến, rất thân thiết, giống như nhiều năm không thấy bằng hữu, đây là một cái đơn giản kêu gọi, lại một lần móc ra Trần Phỉ vô số hồi ức. Trần Phỉ Trong sương mù, xuất hiện một thân ảnh, chính chậm rãi đi tới, Trần Phỉ lực chú ý không tự chủ được toàn bộ bắn ra tại thân ảnh này bên trên, hình như có ngàn vạn chờ mong, hy vọng đạo thân ảnh này nhanh xuất hiện. Trảm thần Trảm thần Trảm thần, Tại bóng người tay chân vừa mới lộ ra mê vụ thời điểm, liên tiếp ba cái chiếu ảnh trảm thần kiếm, trong hư không hiện lên ba đạo kiếm quang, đâm vào bóng người trong thân thể. Ly. Đồng dạng bén nhọn tiếng hét lớn, Trần Phỉ con mắt lại một lần nữa mở ra, người trong phòng vừa rồi hết thảy dường như ảo giác. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía Nhậm Trung Dương, Nhậm Trung Dương tinh khí thần tiêu tán ba thành cũng không chỉ, ngoài phòng cái kia đạo khí tức không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ tiến lên kiểm tra một hồi nhậm trung dương tình huống, bản nguyên sói mòn, tinh khí thần trọng thương. Trần Phỉ nhíu mày, cái này mê vọng thành ban đêm, vậy mà như thế bá đạo. Hoặc là nói, toàn bộ mê vọng thành quy tắc, đối với kẻ ngoại lai mà nói, cơ hồ đều là tử cục tồn tại. Nếu như là luyện khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, đoán chừng còn có thể phản chế, thậm chí đạt được một chút chỗ tốt nhưng như nhậm trung dương dạng này luyện thiếu cảnh sơ kỳ tâm thần lực không đủ để phá vỡ mê vụ tình huống dưới đơn giản bị khắc chắc cao mà lần này đến bí cảnh người thuần một sắc toàn bộ đều là luyện thiếu cảnh sơ kỳ võ giả tối cao cũng bất quá là sắp bước vào luyện thiếu cảnh trung kỳ nhưng cũng chỉ là sắp bước vào trung quy vẫn là ở vào sơ kỳ trình độ ba ngày mê mang không biết phương hướng cho dù may mắn tại lúc ba ngày may mắn thoát khỏi tại khó cái này ban đêm trong lúc ngủ mơ không có lý do, ngang ngược hấp thu, đoán chừng cũng muốn đem người một đợt mang đi. Lần này bị cuốn vào mê vọng thành hơn 10 vị luyện khiếu cảnh, có thể may mắn sống sót, đoán chừng lát đác không có mấy, bao quát nguyên thần kiếm phái cái khác hai vị. May mắn phong hư phổ cùng ngụy Duyên đào hai người, bởi vì tổn thương không cách nào đến bán Bình Sơn, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Trần Phỉ nhìn thoáng qua trong tay áo chuột yêu, bởi vì cùng trần phỉ dính vào cùng nhau bản nguyên ngược lại tổn thất không nhiều cũng coi là may mắn trần phỉ quay đầu nhìn về phía cửa sổ trong tay kia không ngừng tiếng vọng dậm chân âm thanh đã tại dần dần tiêu tán mười mấy hơi thở không đến liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thời gian bây giờ vừa vặn tại giờ tí tả hữu mà hai ngày sau cửa thành mở ra thời gian cũng là giờ tí trần phỉ trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ bây giờ trốn ở trong phòng đều gặp nguy hiểm, kia hai ngày sau ban đêm xuất hiện tại đường lớn bên trên, lại nên như thế nào giải quyết? Trần Phỉ chân mày nhíu càng phát ra gấp lên, một đường dết khắp, đánh xuyên qua mê vọng thành. Trần Phỉ ngược lại là nghĩ, nhưng cũng tiếc, Trần Phỉ thực lực hôm nay, không làm được đến mức này. Sau nửa đêm, không tiếp tục đưa ra hắn sự tình. Sáng sớm, nhậm trung dương yếu ớt tỉnh lại, nhưng bởi vì bị hấp thu bản nguyên, Nhậm Trung Dương lộ ra dị thường suy yếu, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ khuynh đảo. Nếu như Nhậm Trung Dương giờ phút này có thể phá vỡ thức hải mê vụ, lấy luyện khiếu cảnh thực lực, cũng không trở thành như thế. Nhưng cũng tiếc, chưa thụ thương thời điểm, mê vụ đều không phá nổi. Giờ phút này bản nguyên bị cướp đoạt ba thành, phá vỡ thức hải mê vụ, càng là chuyện không thể nào. Ngươi đợi ở chỗ này, ta đi bên ngoài nhìn xem, màn đêm buông xuống trước, ta sẽ trở về. Trần Phỉ thấp giọng nói. "Tốt, Nhậm Trung Dương tựa tại trên vách tường, hư nhược nhẹ gật đầu. Trần Phỉ xuất hiện tại y quán đại đường, y quán quán trưởng nhìn Trần Phỉ một chút, không có phát hiện Nhậm Trung Dương, thần sắc khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Trần Phỉ vậy mà yên tâm đem mình đồng bạn đơn độc đặt ở y quán bên trong. Bất quá y quán quán trưởng lập tức nghĩ tới Trần Phỉ kia tà dị thủ đoạn, chỉ cần Trần Phỉ không có chân chính xảy ra chuyện bọn hắn y quán thật đúng là không dám xuống tay với nhậm trung dương. Dù sao ai cũng khó mà nói, Trần Phỉ đến cùng sẽ như thế nào trả thù lại. Lại nhìn xem Trần Phỉ khí sắc, hiển nhiên đêm qua tình huống, căn bản là không có đối Trần Phỉ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí trong lúc mơ hồ, y quán quán trưởng còn cảm thấy Trần Phỉ tinh khí thần trở nên càng thêm thịnh vượng. Người này, tốt nhất đừng đi trêu chọc, Trần Phỉ lường đám người một chút, chọn đòn gánh, đi ra y quán toàn bộ trên đường cái người đến người đi cùng hôm qua so sánh nơi này vẫn như củ phồn hoa ngựa xe như nước người đến người đi nếu như không chú ý phân biệt sau đó ý thức cho là mình là tại bình thường thành trì ở trong thật tình không biết nơi này là kinh khủng nhất quỷ thành trần phỉ đi trên đường phố hai bên thỉnh thoảng có bày quầy bán hàng quầy hàng trần phỉ tiến lên nhìn mấy lần đồ vật đều chỉ là thường ngày vật phẩm nhưng đều tản ra bản nguyên khí tức Trước đó Trần Phỉ Linh Tuệ bị che đậy thời điểm, đã cảm thấy bán hàng trong bán đồ vật bất phàm, đoán chừng chính là bị loại này bản nguyên khí tức hấp dẫn. Những này bán hàng trong nhìn thấy Trần Phỉ, trong ánh mắt có mịt mờ tham lam, bất quá đều không có cái gì khác người cử động. Trần Phỉ thử bán mình hoa quả, bất quá không có người phản ứng Trần Phỉ, hiển nhiên Trần Phỉ thanh danh, triệt để tại trên con đường này truyền bá ra. Đi đến đường đi trung đoạn, Trần Phỉ bước chân hơi ngừng lại, nhìn về phía khía cạnh một nhà cửa hàng. Cùng tiệm khác trải khác biệt, cửa hàng này bên trong tản ra bản nguyên khí tức, nồng nặc nhất. Trần Phỉ trầm ngâm một lát, cuối cùng đi vào cửa hàng này bên trong. Khách quan, muốn chút gì, trưởng quỷ nhìn thấy Trần Phỉ, trên mặt lộ ra nhiệt tình tiếu dung. Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn xem trưởng quỷ, cùng cái khác diện một thanh lãnh, thậm chí là oán độc người so sánh. Đây là Trần Phỉ cái thứ nhất gặp phải không có dị dạng cảm xúc quỷ nếu như không phải trưởng quỷ trên thân tán phát khí tức có chút u dị, đoán chừng sẽ đem trưởng quỷ xem như nhân loại bình thường đến đối đãi. Trần Phỉ nhìn lướt qua trong tiệm thương phẩm, rực rỡ muôn màu, đột nhiên, Trần Phỉ thần sắc có chút dừng lại, đi tới một cái kệ hàng trước, có chút ngoài ý muốn nhìn xem phía trên đồ vật. Thiên hồn thạch, thượng phẩm, thậm chí có thể nói là cực phẩm linh tài. Chỉ cần một phần nhỏ dung nhập vào linh khí bên trong, liền có thể trực tiếp tăng lên linh khí lực lượng, thậm chí tăng lên phẩm giai. Bởi vậy đó có thể thấy được, thiên hồn thạch trân quý trình độ. Dù sao nhiều năm như vậy, tiên vân thành bên trong đều không có thiên hồn thạch bán ra qua tin tức, loại này cấp bậc linh tài, đoán chừng cũng sẽ không có người lấy ra bán ra. Trần Vĩ không nghĩ tới, vậy mà tại tòa này quỷ thành nội, gặp như thế một khối thiên hồn thạch. Lại trước mắt khối này thiên hồn thạch cái đầu không nhỏ, nếu như đem nó dung nhập vào càng nguyên kiếm bên trong, càng nguyên kiếm đoán chừng có hy vọng đi thẳng tới trung phẩm linh khí đỉnh phong vị trí. Về sau lại cẩn thận ôn dưỡng cái mấy năm, nhất định có thể để càng nguyên kiếm trở thành thượng phẩm linh khí. Lại bởi vì dung nhập như thế một phần thiên hồn thạch, càng nguyên kiếm tiềm lực sẽ tăng lên, tương lai chưa hẳn không có hy vọng trở thành cực phẩm linh khí. Khách quan thế nhưng là coi trọng như thế một phần thiên hồn thạch. Thiên hồn thạch tập thiên địa nguyên lực, dày nặng phi phàm, hiếm thấy trên đời. Cái này một phần thiên hồn thạch, bản điếm cũng là ngẫu nhiên hạ đạt được, không còn có khối thứ hai. Chưởng quỷ đi theo Trần Phỉ bên cạnh, gặp Trần Phỉ ánh mắt chỗ rơi chỗ, lập tức nhiệt tình giới thiệu nói. Bán thế nào? Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía chưởng quỷ, nếu có cơ hội, dạng này linh tài, xác thực không dung bỏ lỡ. Khách quan tiền sợ là không đủ, nhưng khách quan nếu như nguyện ý lại thêm trăm năm tuổi thọ, thiên hồn thạch liền có thể lấy đi trưởng quỷ cười tủm tỉm nói. Trần Vĩ khẽ trao mày, tiếp lấy nhẹ giọng cười lên, nói, xem ra tại trong thành này, vẫn là tuổi thọ đáng tiền nhất. Lời này cũng không phải, phàm nhân không sống một thế, tuổi thọ hơn 10 năm, không quá mức đại dụng. Khách quan tuổi còn trẻ, thành tựu đã bất phàm, bực này tuổi thọ, mới là thượng đẳng nhất chi vật. Trưởng quỷ lắc đầu nói. Trần Vĩ thần sắc không khỏi khẽ động, cái này tuổi thọ lại còn có phân chia như vậy. Bất quá bất kể thế nào phân chia, Trần Vĩ cũng không thể đem mình tuổi thọ cầm đi mua bán. Thiên hồn thạch cho dù tốt, cũng không có khả năng tốt hơn tự thân tuổi thọ. Khách quan nếu như không muốn, cũng có thể trụ đủ 2.000 cái đồng tiền, liền có thể mua xuống phần này thiên hồn thạch. Chưởng quỷ nhìn thấy Trần Vĩ thần sắc, liền biết Trần Vĩ không muốn. Bất quá chưởng quỷ cũng không ngoài ý muốn, đưa ra một phần khác giá tiền hai ngàn cái đồng tiền, Trần Phỉ đột nhiên nghĩ đến, hôm qua võ quán quán trưởng lấy Trần Phỉ toàn bộ tuổi thọ làm tiền đặt cược, nói xong gấp đôi trả về. Kết quả cuối cùng chỉ cấp số lượng trăm viên, cái này nghiêm trọng kim ngạch không đủ. Xem ra đem võ quán quán trưởng giết, hoàn toàn không oan, hoàn toàn là đối phương nói không giữ lời, phần này tinh hải cỏ bán thế nào, Trần Phỉ chỉ hướng bên cạnh kệ hàng nói. Ép khô võ quán quán trưởng, cũng bất quá đạt được mấy trăm miếng đồng tiền mà thôi, lại bây giờ còn bị Trần Phỉ hao tổn đến chỉ còn trăm viên tả hữu. Nói cách khác, Trần Phỉ còn phải lại giết tối thiểu ba cái, như võ quán quán trưởng quỷ dị như vậy, mới có thể kiếm đủ ngân lượng, đem phần này thiên hồn thạch mua xuống. Cái này độ khó, quá lớn. Bảy trăm cái đồng tiền. Trưởng quỷ báo giá nói. Ân, một cái võ quán quán trưởng giá trị. Trần Phỉ trực tiếp đem võ quán quán trưởng biến thành một cái tính toán đơn vị, có thể để cho mình tương đối thanh tĩnh một điểm. Trần Phỉ đi dạo hai cái kệ hàng, liền không lại tiếp tục đi xuống dưới. Không phải thứ gì không tốt, mà là đồ vật đều phi thường tốt, nhưng giá cả cũng đều phi thường quý, Trần Phỉ mua không nổi. Đã mua không nổi, Trần Phỉ dứt khoát cũng không nhìn nữa, bởi vì ý nghĩa không lớn. Nơi này bán tin tức sao, Trần Phỉ nhìn xem trưởng quỷ, đột nhiên nói khách quan muốn cái gì tin tức? Có tin tức có thể bán, có tin tức là bán không được. Chưởng quỷ thấp giọng nói. Nửa đêm, thành nội xuất hiện những cái kia, là cái gì? Trần Phỉ trầm giọng hỏi. Trời tối ngày mai giờ tí, Trần Phỉ muốn ra khỏi thành, kia tất nhiên sẽ đụng tới tối hôm qua xuất hiện đồ vật. Một cái hai cái, Trần Phỉ có lẽ còn gánh vác được. Nhưng đêm qua nghe tiếng bước chân, kia số lượng, tối thiểu mấy trăm cái, Bỗng nhiên đụng vào, Trần Phỉ đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt hút khô. Cảm thần kiếm đoán chừng đến lúc đó, cũng không kịp thi triển. Lại đối mặt loại này số lượng, thi triển cũng không có hiệu quả. Tin tức này, định giá 20 cái đồng tiền, khách quan có bằng lòng hay không, trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói. Có thể, Trần Phỉ lòng bàn tay mở ra, 20 cái đồng tiền bay về phía trưởng quỹ, trưởng quỹ huy động ống tay áo đồng tiền biến mất không thấy gì nữa. Âm binh tuần cảnh Vào đêm về sau, mê vọng thành thi hành cấm đi lại ban đêm, người vi phạm, chém, trưởng quỷ thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nhưng có biện pháp tránh đi âm binh. Trần phỉ nhíu mày, cửa thành giờ tí mở, hết lần này tới lần khác âm binh cũng là cái kia thời gian xuất hiện, cái này rõ ràng không khiến người ta ra khỏi thành, hoàn toàn là cái bế tắc ở chỗ này. Tiền có thể thông thần, khách quan, nói đến thế thôi. Tiền có thể thông thần, Trần Phỉ nhìn xem trong tay đồng tiền, tại cái này mê vọng thành bên trong, còn xác thực khắp nơi đều cần dùng đến tiền. Đây là để cho mình giờ tí thời điểm, hối lộ âm binh, nhưng này âm binh số lượng, trọn vẹn mấy trăm cái, Trần Phỉ phải tốn nhiều ít đồng tiền, mới có thể hối lộ nhiều như vậy âm binh, đa tạ trưởng quỹ chỉ điểm. Trần Phỉ ngẩng đầu, đối trưởng quỹ chắp tay, chuẩn bị rời điếm đi trải. Khách quan chậm đã. Trần Phỉ vừa mới chuyển thân, trưởng quỹ thanh âm ngay tại đằng sau vang lên, Trần Phỉ quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trưởng quỹ. Khách quan, tiền còn chưa trả nợ, giờ phút này làm sao có thể đi? Mua tin tức tiền, không phải đã cho sao, Trần Phỉ lông mày một chút nhăn lại, đây là muốn lâm thời tăng giá, tin tức tiền là cho, nhưng xem hết những cái kia hàng tiền, khách quan còn chưa thanh toán A. Trưởng quỹ nhìn chầm chầm Trần Phỉ, vốn là nhiệt tình khuôn mặt, chẳng biết lúc nào đã biến mất, giờ phút này trưởng quỷ trên mặt, tràn đầy âm lãnh quỷ tà tiếu dung. Nhìn hàng, cũng muốn tiền. Trần Phỉ nhìn xem cửa hàng trưởng quỷ, không khỏi khẽ lắc đầu, cái này quỷ thành nội, quả nhiên tất cả đều là ác quỷ, tất cả lương thiện, đều chỉ bất quá là một loại ngụy trang mà thôi. Vì cái gì, cũng vĩnh viễn là trên người ngươi những cái kia bản nguyên, tuổi thọ, hết thảy có thể bị hấp thu đồ vật bản điếm già trẻ không gạt, xưa nay đã như vậy, mong rằng khách quan đừng cho bản điếm khó làm, trưởng quỷ khuôn mặt tham lam nhìn xem trần phỉ, trong ánh mắt lộ ra quan mang, liền tựa như vội vã không kịp đem xé xác sống lột trần phỉ. Cửa hàng đại môn, không có bị nhốt, nhưng là có một tầng phong ấn ngăn ở nơi đó, trần phỉ muốn ra ngoài, nhất định phải đánh vỡ tầng này phong ấn. Ken ken ken. Trần phỉ nhẹ nhàng lay động trong tay đồng tiền, đồng tiền va chạm nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiền thanh âm, đã nghe chưa, Trần Phỉ nhìn xem trưởng quỷ nói. Cái này tự nhiên là nghe được. Trưởng quỷ ánh mắt đối hướng về phía Trần Phỉ bàn tay, ánh mắt tham lam, không mang theo chút nào che giấu. Đã nghe được, kia vừa rồi nhìn hàng tiền, ta xem như thanh toán. Trần Phỉ dừng lại trong tay động tác, con mắt nhìn chầm chầm trưởng quỷ. Trưởng quỷ nghe được Trần Phỉ, không khỏi nao nao, nhưng ngay lúc đó, âm hàng tiếu dung một lần nữa hiện lên ở trưởng quỷ trên mặt. Đây là thanh toán một chút, nhưng quá ít. Thiên hồn thạch liền cần 2.000 đồng tiền, người tay này bên trong đồng tiền, bao nhiêu, điểm ấy tiếng vang, làm sao có thể bù đắp được bực này số lượng. Trưởng quỷ trong mắt nhìn chồng chọc vào trần phỉ, trên thân màu đen khí tức bắt đầu phun trào, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cửa hàng, khí thế kinh người bay thẳng trần phỉ. Trả tiền không nổi, liền lưu tại cửa hàng chế tác trả nợ, ngày nào trả hết, ngày nào lại đi. Chưởng quỷ thanh âm giống như hồng chung đại lữ, từng chữ từng chữ đều đập vào tâm thần của người ta bên trên, phản phất muốn đem người ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Trần Phỉ thân hình không tự chủ được lui về phía sau một bước, bực này khí thế, Trần Phỉ lúc trước chỉ ở tiên vân kiếm phái trưởng môn trên thân nhìn thấy qua, bây giờ tại một con quỷ dị bên trên, lần nữa gặp. Trần Phỉ nhìn xem trong tay mấy cái đồng tiền, xoay tay một cái, hướng phía ngoài cửa ném ra ngoài. Đại môn phong ấn ngăn cản Trần Phỉ, nhưng là đối với những này đồng tiền, nhưng không có chút nào trở ngại. Trên đường phố, cửa hàng ngoài trăm thước, bàn như cây gỗ khô Trần Phỉ, bỗng nhiên mở to mắt, một thanh tiếp nhận từ trong tiệm ném ra mấy đồng tiền. Mà giờ khắc này trong cửa hàng Trần Phỉ, đối chưởng quỷ mỉm cười, tiêu tán ngay tại chỗ. Cửa hàng chưởng quỷ con mắt bỗng nhiên trợn to, vọt tới trước cổng chính, lại bị một cổ lực lượng ngăn trở. Chưởng quỷ lớn tiếng bào hiếu, đem đầu lâu dùng sức chen qua phong ấn, nhìn thấy trên đường phố tràn cảnh. Nhưng giờ này khắc này, trên đường phố nơi nào còn có Trần Phỉ bóng dáng, cửa hàng chưởng quỷ điên cuồng bào hiếu, âm thanh lớn vang vọng toàn bộ đường lớn. Trên đường phố tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, nhìn về phía trên khung cửa đầu, thanh đầu mặt trắng, chỉ một cái liếc mắt, cũng làm người ta sinh lòng lạnh mình chỉ là người chung quanh lại sớm thành thói quen. Bọn hắn chỉ là không hiểu, cái này trưởng quỷ giờ phút này vì sao như thế nổi giận. Vài trăm mét bên ngoài, đường đi góc rẽ, Trần Phỉ đứng ở chỗ này, tránh đi cửa hàng trưởng quỷ ánh mắt. Vô luận là hôm qua vẫn là hôm nay, Trần Phỉ liền phát hiện tất cả cửa hàng người, đều chỉ tại mình trong cửa hàng hành động, tuyệt đối sẽ không phóng ra một bước đi ra bên ngoài. Hiển nhiên, đây là có mê muội vọng thành quy tắc ở trong đó hôm nay tiếng cửa hàng này từ nơi sâu xa trần phỉ mặc dù không có cảm giác đến nguy hiểm nhưng trần phỉ vẫn như cũ cẩn thận một thanh để động thiên hành ảnh phân thân thay mặt mình đi vào tìm hiểu tin tức ảnh phân thân khí tức cùng trần phỉ hoàn toàn nhất trí chỉ là yếu đi rất nhiều nhưng chỉ là những này còn rất khó giấu giếm được người khác dù sao chân nhân cùng phân thân khoảng cách gần xem xét dưới còn có thể phân biệt ra được một chút khác biệt cho nên Trần Phỉ còn đối với mình sử dụng đồ linh thuật. Đồ linh thuật, đối ngoại sử dụng, đó chính là sát sinh đoạt linh, đối nội sử dụng, thì có thể đem khí tức của mình toàn bộ chém ra. Trần Phỉ đem bản tôn khí tức chém ra, Na Di đến ảnh trên phân thân. Ảnh phân thân đạt được khổng lồ như thế khí tức che giấu, lại thêm bản tôn khí tức biến mất, trong nháy mắt biến sau so bản tôn còn muốn thật hơn nhiều. Trần Phỉ liền lấy cái này phân thân, mang theo một chút đồng tiền, đi dò xét cửa hàng này không có nguy hiểm tự nhiên vạn sự đều tốt nếu có tình huống ngoài ý muốn trần phỉ cũng có thể dùng ẩn phân thân gánh trách nhiệm kết quả không nghĩ tới lại còn thật sự có vấn đề một khắc này trần phỉ đều có chút hoài nghi mình dùng tiền mua được tin tức đến cùng là thật là giả cũng may đồng tiền thuận lợi xuyên qua cửa hàng phong ấn tối thiểu đã chứng minh một sự kiện tại tòa này quỷ thành tiền xác thực có thể thông thần trên đường phố cửa hàng trưởng quỹ bào hiếu âm thanh dần dần tiêu tán nên là bị quy tắc kéo trở về trần vĩ nhìn thoáng qua chung quanh vừa muốn cất bước hướng phía địa phương khác đi đến đột nhiên trần vĩ lông mày có chút bốc lên ngoài trăm thước một bóng người thần thái trước khi xuất phát vội vã từ một nhà cửa hàng bên trong đi ra hướng phía đường đi một phương hướng khác đi đến trần vĩ sẽ chú ý tới bóng người này là bởi vì cái này thật là người mà không phải quỷ thành nội quỷ gì quỷ dị cùng người khí tức bên trên kiên quyết khác biệt cho nên trần phỉ liếc mắt liền nhìn ra đó là cái nhân loại càng thêm mấu chốt chính là người này cực kỳ lạ mặt tuyệt đối không phải lần này bị cuốn vào kia mấy chục cái luyện khiếu cảnh càng không phải là thần viêm phái người bởi vì người này khí tức hồn viên thiên thành là luyện khiếu cảnh hậu kỳ cường giả tòa thành này lại có luyện khiếu cảnh hậu kỳ cường giả mà bán bình sơn chỗ bí cảnh là không cách nào dung nạp luyện khiếu cảnh sơ kỳ trở lên tu vi võ giả. Nói cách khác, người này hẳn là tại cái khác địa phương bị cuốn vào tới nơi này, Trần Phỉ nhìn phía xa bóng người sắp biến mất, do dự một lát, cuối cùng vẫn đuổi theo. Đối với tòa thành này, Trần Phỉ hiểu rõ quá ít, giờ phút này gặp được một cái khả năng có thể câu thông người, Trần Phỉ không muốn từ bỏ. Tiền bối. Trần Phỉ không có mạo muội xông đi lên, tiếp cận một khoảng cách về sau, Trần Phỉ chắp tay la lên. Chỉ là người này nghe được Trần Phỉ tiếng la về sau, cũng không có dừng bước lại, ngược lại ngoặt vào trong một ngõ hẻm. Trần Phỉ nhíu mày, thân hình chớp động đi vào đầu ngõ, nhìn xem bên trong đen xì đường tắt, Trần Phỉ không khỏi có chút chần chờ. Cũng không phải cái này trong ngõ tắt khí tức để Trần Phỉ khó chịu, mà là vừa rồi người kia rõ ràng nghe được thanh âm, nhưng không có dừng bước lại. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không muốn cùng Trần Phỉ câu thông đương một cái luyện thiếu cảnh hậu kỳ cường giả không nguyện ý cùng ngươi gặp nhau mà ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn đuổi theo cứng rắn góp cái này nhiều ít cũng có chút không biết điều rất dễ dàng phát sinh cái khác ngoài ý muốn trần phỉ hít sâu một hơi chuẩn bị đi địa phương khác tiếp tục dò xét một phen hôm nay mặc dù có một ít thu hoạch nhưng chỉ có hiểu rõ càng nhiều mới có thể tăng lên chạy khỏi nơi này xác suất chi chi một mực uống tại trần phỉ trong tay áo chuột yêu giờ phút này đột nhiên nhẹ nhàng kêu lên trần phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích đem chuột yêu bắt được trước mặt chuột yêu trong thức hải vốn là có trần phỉ lưu lại tinh thần dấu chạm nổi cho nên chạm vào trần phỉ có thể giúp chuột yêu để kia tinh thần dấu chạm nổi hơi hấp dẫn mê vụ để chuột yêu tâm thần bản tôn sẽ không bị hoàn toàn áp chế chi 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 chuột yêu đối trần phỉ khoa tay một trận trần phỉ lông mày có chút bốc lên chuột yêu vậy mà ngửi thấy lúc trước ba tạp trong huyệt động khối kia màu mực tảng đá mùi trước đó trần vĩ có hoài nghi tới ba tạp có phải hay không cũng bị cuốn vào nơi này nhưng hôm qua cứu chuột yêu hậu chuột yêu một mực không có phản ứng không nghĩ tới vào hôm nay vị trí này đột nhiên ngửi thấy hương vị hẳn là mê vọng thành áp chế để chuột yêu các hạng năng lực đều giảm bớt rất nhiều chỉ đường trần vĩ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi xem một chút nếu như ba tạp thật ở chỗ này kia trần phỉ tự nhiên muốn nghĩ biện pháp mang theo ba tạp cùng rời đi chỉ là lấy cái này quỷ thành quỷ dị chỗ ba tạp giờ phút này có thể hay không kỳ thật đã biến thành một đoạn cây gỗ khô trần phỉ đi theo chuột yêu chỉ dẫn cuối cùng đi tới một tòa viện lạc trước tòa này viện lạc rất lớn trần phỉ lượn quanh một vòng cùng lúc trước bình âm huyện trương gia phủ đệ không kém cạnh chỉ là lớn như thế viện lạc bên trong lại lặng yên không một tiếng động phản phất không có một ai. Chỉ là ngẫu nhiên, mới có một chút hiếm nát thanh âm truyền vào trần phỉ trong tai. Kíp. Chuột yêu chỉ chỉ viện lạc, vừa định một lần nữa chui trở về trần phỉ tay áo bên trong, lại bị trần phỉ ngăn lại. Trần phỉ chỉ một chút viện lạc, ra hiệu chuột yêu đi vào xem xét một chút. Ảnh phân thân vừa tiêu tán, trong thời gian ngắn không cách nào ngưng kết ra, kia dò đường công việc, chỉ có thể giao cho chuột yêu để hoàn thành chuột yêu nhìn xem viện lạc, trù xúc một chút, tiếp lấy nhảy lên nhảy vào viện lạc ở trong. Trần phỉ bên ngoài chờ dây lát, bên trong truyền đến chuột yêu rất nhỏ tiếng kêu. Không có nguy hiểm, lại chuột yêu tìm được một cái cây, mùi tại trần phỉ cho trên tảng đá, có một tia nhỏ xíu lưu lại. Trần phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích, thân hình vây quanh viện lạc lượng quanh nửa vòng, đi tới khoảng cách chuột yêu gần nhất vị trí, tiếp lấy một chút nhảy vào trong sân. Trần Phỉ liếc mắt liền nhìn thấy trong sân một gốc cây, cây này giờ phút này không có khí tức ba động, liền tựa như một gốc tháp nơi có thể thấy được cây già. Nhưng theo Trần Phỉ tâm thần lực nhỏ bé dò xét, lại có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một tia kỳ dị ba động. Ba tạp Trần Phỉ lấy tâm thần lực, đem la lên đánh vào đến cây này nội bộ. Vốn là an tĩnh cây già bỗng nhiên rung lên, tự hồ đối với cái này âm thanh la lên có phản ứng. Nhưng ngay lúc đó, cây già lại trực tiếp trở nên yên lặng, phản phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Trần Phỉ con mắt nhắm lại, nhìn xem cái này gốc cây già, vừa định tiếp tục tỉnh lại, đột nhiên Trần Phỉ động tác ngừng lại. Không biết lúc nào, tại viện lạc cổng, chậm rãi đi tới hai người. Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, con mắt không khỏi khẽ hít một cái, một người trong đó, Trần Phỉ nhận biết, chính là Trầm Thủy Cát Trì Thư Khanh, một người khác, Trần Phỉ không biết, nhưng lại nhìn ra đối phương là cái quỷ dị, khí tức cùng tòa này đình viện hoàn toàn tương liên. Trì Thư Khanh không có chết, ngược lại là có chút vượt quá trần phỉ đoán trước, dù sao âm binh mút vào, bình thường luyện thiếu cảnh căn bản ngăn cản không nổi. Huống chi giờ phút này nhìn Trì Thư Khanh ánh mắt, Linh Tuệ vẫn còn bị che đậy trạng thái. Sinh tử, hoàn toàn không khỏi mình, hoặc là nguyên nhân xuất hiện ở bên cạnh cái này tiểu thư khuê các ăn mặc quỷ dị tiểu thư trên thân đem trì thư khanh xem như thức ăn của mình, trong màn đêm, đem trì thư khanh ẩn nấp cho kỹ, về sau sẽ chậm chậm mình hưởng dụng sao, tự tiện xông vào phủ uyển, ngươi là muốn chết phải không? Tiểu thư con mắt trực câu câu nhìn chầm chầm trần phỉ, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Mua nhà các ngươi một cái cây. Trần phỉ suy nghĩ một chút, trong lòng bàn tay mở ra, 10 cái đồng tiền bay về phía tiểu thư. Trần phỉ nhìn xem quỷ tiểu thư cái tráng, nơi đó có cái lỗ thủng song tráng quỷ, đầu sơ cứng, lại tham lam, dễ giận, bất chấp hậu quả. Trần Vĩ tại trong điển tịch, gặp qua loại này quỷ ghi chép. Chút tiền ấy, ngươi muốn đánh phát ai, quỷ tiểu thư một tiếng quát chói tai, tay phải tùy ý vung lên, 10 cái đồng tiền bị quét đến một bên trên mặt đất. Trị Thư Khanh cảm giác được tiểu thư nhà mình nổi giận, toàn bộ thân hình không khỏi run rẩy một chút, liền hai ngày này thời gian, Trị Thư Khanh đã sớm bị tra tấn thể xác tinh thần đều mệt. Mỗi khi tiểu thư nhà mình tức giận thời điểm, Trì Thư Khanh đều sẽ ứng kích tính khẩn trương lo nghĩ. Trần Phỉ liếc qua Trì Thư Khanh, người ở bên ngoài người kính trọng luyện khiếu cảnh, bây giờ cũng đã bị cái này quỷ dị ức hiếp đùa bỡn, sinh ra một ti tí nô tính. Chuột yêu một chút nhảy đến Trần Phỉ trên bờ vai, đối quỷ tiểu thư gầm nhẹ một tiếng, chẳng qua là khi tiếp xúc đến quỷ tiểu thư ánh mắt về sau, vẻ oán độc, để chuột yêu bị hù lập tức chui vào Trần Phỉ ống tay áo ở trong vậy các hạ muốn bao nhiêu tiền, Trần Phỉ cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi. Một trăm cái đồng tiền, ta tha cho ngươi tự tiện xông vào chi tội, quỷ tiểu thư thâm trầm nở nụ cười, đình viện bên trong, chẳng biết lúc nào bắt đầu nổi sương mù, trọng thoáng bầu trời đều bị che lấp. Còn có tăng thêm con kia chuột yêu, cũng muốn một trăm cái đồng tiền. Lại thêm cây này đâu, Trần Phỉ phản phất không có trông thấy chung quanh âm hàng, tùy ý hỏi. Cây này, ta đã chỗ ra tình cảm, ngươi nếu muốn mua, 200 cái đồng tiền bán ngươi, quỷ tiểu thư nhìn xem trần phỉ, trong mắt tham lam không còn che giấu. Khi cộng lại chính là 400 cái đồng tiền A, trần phỉ nhẹ giọng cười lên. Chê đắt, Chê đắt cây, ta có thể tiện nghi bán ngươi, nhưng ngươi cùng chuột yêu 200 cái đồng tiền, một cái cũng không thể ít, quỷ tiểu thư nghiêm nghị nói. Không, ngươi hiểu lầm, cái này giá tiền rất thích hợp, hơn nữa còn tiện nghi, toàn bộ cùng một chỗ, thêm đến 500 cái đồng tiền, như thế nào, Trần Phỉ lắc đầu nói. Quỷ tiểu thư nghe nói như thế, không khỏi sửng sờ, cái này trả giá, làm sao còn đảo ngược chặt lên đi. Chẳng qua hiện nay tay ta đầu cũng không có nhiều như vậy đồng tiền. Trần Phỉ có chút tiếc nuối nói. Không có tiền ngươi còn dám nói 500 cái đồng tiền, quỷ tiểu thư con mắt một chút trở nên đỏ bừng, bốn phía mê vụ kịch liệt lăn lộn, phản phất sau một khắc, liền muốn đem trần phỉ bao phủ trong đó. Ta hiện tại là không có, nhưng các hạ khẳng định là có. Không bằng các hạ cho ta mượn 500 đồng tiền, ta mua xuống gốc cây này, tiếp lấy lập tức rời đi nơi này, không lại quấy rầy các hạ. Trần phỉ nhìn xem quỷ tiểu thư, thành khẩn nói. Vậy ngươi thiếu ta 500 cái đồng tiền, làm sao còn, quỷ tiểu thư nghe có chút mơ hồ, nhưng còn nhớ rõ 500 cái đồng tiền sự tình, đây là một bút kết xù tiền hai. Các hạ không cần lo lắng, ta không phải từ ngươi cái này cho mượn 500 cái đồng tiền sao, ta đưa ngươi cho ta mượn, trả lại cho ngươi. Dạng này, giữa chúng ta sổ sách, liền thanh toán xong, Trần Phỉ chân thành nói. Quỷ tiểu thư không khỏi giật mình ở nơi đó, cho mượn đi tiền, trở về, giống như không có thua thiệt, trì thư khanh ở một bên nghe, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình, nhưng đầu não mê mang, trong lúc nhất thời lại phân phân biệt không ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trần Phỉ. Không đúng, các ngươi tự tiện xông vào nơi này 200 cái đồng tiền, còn có gốc cây này 200 cái đồng tiền, ngươi còn không có cho, quỷ tiểu thư khí thế bỗng nhiên bay lên. Đó là bởi vì các hạ còn không có cho ta mượn 500 cái đồng tiền A, ngươi cho ta mượn, ta chẳng phải có thể cho sao. Trần Phỉ nhìn xem quỷ tiểu thư, đau lòng nhức óc lớn giọng nói, ta đã nói như thế minh bạch, các hạ làm sao vẫn không rõ. Không rõ không có việc gì. Các hạ chỉ cần xuất ra 500 cái đồng tiền, chúng ta từng bước một làm xuống đến, vậy dĩ nhiên liền hiểu. Quỷ tiểu thư vốn là bốc lên khí thế bỗng nhiên cứng đờ, nhiều năm không có vận chuyển đầu, giờ phút này phản phất biến thành bột nhão, để quỷ tiểu thư không cách nào phân biệt, Trần Phỉ nói đến cùng là chính xác, vẫn là sai lầm. Không phải như vậy, ta tại sao muốn cho ngươi mượn 500 cái đồng tiền, bởi vì quá mức dùng sức suy nghĩ, quỷ tiểu thư con mắt trở nên càng phát ra đỏ bừng bởi vì vừa rồi các hạ cho giá tiền quá thấp, chỉ có 400 cái đồng tiền, ta băng khoăn, thêm đến 500 mai. Nhưng ta không có 500 mai, cho nên phải hướng các hạ mượn một chút. Trần Phỉ mặt mũi tràn đầy thuần hậu, nói, các hạ, liền không muốn nhiều kiếm cái này 100 cái đồng tiền sao. Quỷ tiểu thư trương hạ miệng, đúng, nhớ lại, người này đảo ngược trả giá, đem 400 nâng lên 500, mình còn nhiều kiếm lời 100 cái đồng tiền. Cho nên, tiền này nên mượn, a à, đầu đau quá, quỷ tiểu thư ôm mình đầu lâu, con mắt đỏ tựa như muốn nhỏ máu đi xuống, sau một khắc, quỷ tiểu thư con mắt bỗng nhiên nhìn chầm chầm về phía trần phỉ. Một cổ âm hàng khí tức đập vào mặt, sau một khắc, mê vụ hóa thành thương thiên tự thủ, một chút chụp về phía trần phỉ. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không nghĩ, trực tiếp giết người, giết, tự nhiên cái gì đều thuộc về nàng, quanh. Toàn bộ đình viện rung động kịch liệt một chút, Trì Thư Thanh hoảng sợ chạy đến góc tường vị trí, trung lẫy bẫy nhìn trước mắt một màn này, tiểu thư sát ý, phô thiên cái địa, để nàng sợ đến vỡ mật. Mê vụ hóa thành cự thủ tản ra, Trần Phỉ cầm trong tay càng nguyên kiếm, đứng tại chỗ, nhìn xem quỷ tiểu thư. Nồng đậm hắc quang trên càng nguyên kiếm không khô chuyển, tản ra nặng nề bàn bạc kiếm ý, cuối cùng là làm cho quỷ tiểu thư đi đầu xuất thủ, Trần Phỉ mới vừa nói nhiều lời như vậy, chính là vì để quỷ tiểu thư xuất thủ trước công kích mê vọng thành không nói cấm chỉ động võ nhưng đối vũ lực đúng là rất có nghề phi thường nghiêm khắc hạn chế hôm qua vô luận là mua bán hoa quả vẫn là y quán cứu người thậm chí là võ quán lĩnh hội công pháp tất cả cũng không có vũ lực bức hiếp chỉ là quỷ dị có được tiên cơ ưu thế hướng ngươi mua đồ ngươi nhất định phải bán hướng ngươi cầu y ngươi sẽ phải trị nhưng là loại này ban đầu thân phận phiền phức giải quyết về sau, mê vọng thành đối với nhân loại hạn chế liền giảm bớt rất nhiều. Cho nên võ quán quán trưởng chỉ có thể kích Trần Vĩ tập võ, mà không phải ép buộc nhập quán. Bởi vì Trần Vĩ cái thứ nhất thân phận, cũng không phải là võ quán học đồ. Nếu như là võ quán học đồ, vậy thì nhất định phải tập luyện công pháp, lại còn nhất định phải học được mới thành. Thậm chí hôm nay trong cửa hàng Chưởng quỷ kia cuối cùng cũng chỉ là muốn đem Trần Phỉ ép ở lại tại cửa hàng, mà không phải đối Trần Phỉ động thủ. Đình viện trên không, đột nhiên một cơn chấn động hiện lên, quỷ tiểu thư khí tức bỗng nhiên vừa giảm, cùng toàn bộ đình viện liên hệ, gần như cắt ra. Mê vọng thành trừng phạt, đến rồi, mặc dù không nặng, nhưng Trần Phỉ mục đích đã đạt tới, bởi vì giờ khắc này Trần Phỉ trả đũa lại, đã sẽ không lại ngoài định mức gặp cái gì trừng phạt. Lại trước đó từ quỷ tiểu thư sau khi xuất hiện, toàn bộ đình viện đối với mình cái chủng loại kia mãnh liệt trói buộc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Quy tắc vừa rơi xuống, quỷ tiểu thư lại nhìn Trần Phỉ, một chút hiểu rõ ra, lập tức âm thanh kêu to. Đình viện nổi lên hắc vụ, nhưng còn chưa ngưng tụ, liền tiêu tán ra. Mê vọng thành quy tắc dưới, trong thời gian ngắn, tòa này đình viện đã không cách nào cho quỷ tiểu thư gia trì. Quỷ tiểu thư tiếng gào chát chúa không ngừng khuếch tán, trì thư khanh bịt lấy lỗ tai, thống khổ không chịu nổi thần sắc. Rõ ràng có được luyện khiếu chi lực, lại bởi vì linh tuệ che đậy, giờ phút này giống như người bình thường, thất kinh. Trần phỉ bên ngoài thân hắc quan có chút rung động, quy tắc chưa rơi trước, quỷ tiểu thư liên hợp đình viện, khí tức rõ ràng tại nhị giai trung kỳ trình độ, tương đương với luyện khiếu cảnh trung kỳ võ giả. Nhưng bây giờ chỉ có quỷ tiểu thư, khí tức lại bỗng nhiên hạ xuống nhị giai sơ kỳ, mặc dù tại sơ kỳ đỉnh phong, có thể đối Trần Phỉ mà nói, tính uy hiếp đã cực lớn giảm xuống. Kỳ thật vừa rồi Trần Phỉ kế hoạch cho dù không thành công, tâm thần lực tăng vọt sau Trần Phỉ, đối mặt nhị giai trung kỳ quỷ dị, cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Nhưng cũng chỉ là toàn thân trở ra, muốn nói nghịch thế phản xác, Trần Phỉ còn làm không được. Nhưng bây giờ, quỷ tiểu thư chỉ là nhị giai sơ kỳ, chém giết cơ hội một chút liền xuất hiện trước mặt Trần Vĩ. Không nói đồng tiền có thể tăng trưởng tâm thần lực, vẻn vẹn đêm mai âm binh tuần cảnh, Trần Vĩ liền còn thiếu rất nhiều đồng tiền. Bành Quỷ tiểu thư một trưởng vỗ tại Trần Vĩ tràn nguyên kiếm bên trên, to lớn lực đạo phát ra tiếng vang trầm nặng. Thời khắc này quỷ tiểu thư, sớm đã đã mất đi trước đó đại gia khuê tú bộ dáng Áo choàng phát ra, từng đầu vết máu tại trên gương mặt chảy xuôi, hai mắt con ngươi màu đen sớm đã biến mất, thay vào đó huyết hồng sắc. Bành bành bành. Liên tiếp mấy chục lần, quỷ tiểu thư xong trảo hóa thành hư ảnh, trải rộng tại trần phỉ trên dưới quanh người, nhưng đều bị trần phỉ từng cái ngăn trở. Khí tức âm lãnh thuận càng nguyên kiếm, muốn xâm nhập trần phỉ trong thân thể. Nhưng những này âm hàng, có hơn phân nửa đã bị càng nguyên kiếm kiếm ý cọ rửa. Còn lại âm hàng lực lượng, chỉ là vừa nhiễm phải trần phỉ làn da, liền bị trấn long tượng bàn bạc khí huyết chi lực thiêu đốt tiêu tán còn quỷ tiểu thư nhìn thẳng mà đến tâm thần sung kích cũng bị trần phỉ nhẹ nhõm hóa giải trần phỉ bây giờ mạnh nhất chính là tâm thần lực cùng bàn bạc khí huyết chi lực hai cái này đều vượt xa luyện khiếu cảnh sơ kỳ võ giả nên có phạm vi nếu như quỷ tiểu thư còn có được nhị giai trung kỳ chiến lực trần phỉ giờ phút này tuyệt đối không cách nào ngăn cản như thế nhẹ nhàng thoải mái tất nhiên đã bị âm hàng khí tức ép liên tục lùi về phía sau. Nhưng chính là một chút lực lượng này chênh lệch, bây giờ không làm gì được trần phỉ mảy may. Chớp mắt lại là hơn 10 chiêu quá khứ, quanh mình âm hàng mặc dù đang không ngừng thêm vào, nhưng lại không cách nào xâm nhiễm trần phỉ nửa phần. Trần phỉ đầu lâu chậm rãi nâng lên, quan sát không sai biệt lắm, đã có thể phản kích. Công Càng nguyên kiếm bên trên bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm reo, trung phẩm linh kiếm uy năng triển khai, 60 khỏa kiếm châu trong nháy mắt phân hóa, luyện kiếm thành tia vần quanh tại trên thân kiếm. Nguyên thần kiếm điển dưới, cả thanh tràng nguyên kiếm trong nháy mắt trở nên nặng nề, thân kiếm mỗi một tấc di động, đều mang không khí có chút gợn sóng. Long tượng gào thét thanh âm sau lưng trần phỉ vang lên, trần phỉ khí huyết vốn là sôi trào như lửa, giờ phút này lại là như lò luyện, không ngừng thu liễm. Loại này thu liễm, để khí huyết đốt cháy trở nên càng thêm kịch liệt, bốn phía âm hàng chi lực vốn là cùng khí huyết dây dưa cùng nhau ma diệt, giờ phút này đúng là bị buộc trực tiếp rời xa trần phỉ thân thể một thước xa, ngay cả đụng vào đều không thể làm được. Đồ linh thuật, càng nguyên kiếm bên trên vốn đã tại cấp tốc lưu chuyển ti kiếm, giờ phút này bỗng nhiên sôi trào, kiếm ý trùng thiên, hoành ép tứ phương. Chỉ là chính vạn hạ chém vào, trần phỉ hôm qua trong vòng một đêm, liền đã hoàn thành, cho nên đồ linh thuật cũng từ nhập môn cảnh đạt đến bây giờ tinh thông cảnh. Đồ linh thuật, sát sinh đoạt linh, đoạt linh là kết quả, mà không có bạo liệt lực lượng, làm sao có thể sát sinh. Trần Phỉ khí thế đạt tới cực hạn vị trí, loại lực lượng này, đã vượt qua luyện khiếu cảnh sơ kỳ nên có tiêu chuẩn, hết lần này tới lần khác Trần Phỉ tâm thần lực, hoàn mỹ trưởng khống lấy của lực lượng này. Có thể trưởng khống lực lượng, mới thuộc về mình, cũng chỉ có trưởng khống, mới có thể đem lực lượng cực hạn bạo phát đi ra. Không phải mất khống chế phía dưới, tất nhiên là trước tổn thương mình lại đã thương người, được không bù mất. Quỷ tiểu thư bị Trần Phỉ khí thế bách, trong tay thế công không khỏi hơi chậm lại, không vì cái khác, chỉ vì Trần Phỉ giờ phút này biểu hiện ra khí tức, quá mức dọa người. Quỷ tiểu thư vẫn cho là mình ăn chắc Trần Phỉ, là thật ăn, một tấc một tấc, một tia một sợi ăn. Tuy bất cẩn phía dưới, bị mê vọng thành quy tắc suy yếu nhưng quỷ tiểu thư cũng không có cảm thấy mình thất bại nhưng là giờ phút này cảm giác trần phỉ trên thân bốc lên lực lượng quỷ tiểu thư đột nhiên có một tia cảm giác không ổn ông trần phỉ bước về phía trước một bước càng nguyên kiếm quét ngang mà xuống thân kiếm chỗ qua không khí kịch liệt lăn lộn tựa như muốn bị đánh nổ vù vù âm thanh bên tai không dứt thân kiếm còn chưa rơi xuống đất toàn bộ đình viện ngay tại hơi rung nhẹ quỷ tiểu thư không có con ngươi hốc mắt có chút trừng lớn, tiếp lấy hé miệng kêu to mà lên, toàn thân quần áo bỗng nhiên thuế thành huyết hồng sắc, rối tung tóc chẳng biết lúc nào đã kéo tới trên mặt đất. Một chút xíu máu tươi từ quỷ tiểu thư trên thân chảy xuôi mà xuống, chỉ là chớp mắt, trên mặt đất liền đã xuất hiện một cái lỗ máu, ở trong huyết dịch đậm đặc để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Thỏ lên chim khách rơi, hết thảy đều tại thoáng qua ở giữa hoàng thành, sau một khắc, càng nguyên kiếm cùng quỷ tay đụng vào nhau. Oanh! Tiếng bạo liệt nổ tung, toàn bộ đình viện không ngừng lắc lư, mặt đất bị rung ra mấy cái khe hở, cùng phong cuốn lên, cách lân cận một chút hoa cỏ trong chớp mắt liền vỡ vụn thành bụi phấn. Bạch bạch bạch! Quỷ tiểu thư liên tiếp ba bước, một bước một cái hố sâu, mỗi một bước rơi xuống. Trên thân vốn là tùy ý chảy xuôi huyết dịch liền bốc hơi một bộ phận, ba bước đạp xong, tanh hôi huyết dịch đã sớm bị đánh tan. Quỷ tiểu thư quỷ thân không ngừng lắc lư, lực lượng trong cơ thể ở dưới một chiêu này, trực tiếp tiêu tán hơn phân nữa. Giờ phút này nhìn như lông tóc không thương, nhưng đối quỷ dị mà nói, cùng trọng thương đã mất khác biệt. Quỷ tiểu thư giờ phút này oán độc băng hàng thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là hoảng sợ. Quỷ dị cũng sợ chết, đặc biệt là linh tuệ cường đại quỷ dị, càng là như vậy. Không cần đánh nữa, 500 cái đồng tiền, ta cho ngươi, quỷ tiểu thư lớn tiếng gọi vào. Không cần khách khí, chúng ta sẽ mình cầm. Trần phỉ thân thể hướng về phía trước đạp mạnh, phản phất thuấn di xuất hiện trước mặt quỷ tiểu thư, càng nguyên kiếm bên trên kiếm ý sôi trào, tâm thần lực cực hạn vận chuyển, một tơ một hào lực lượng, đều tại trần phỉ nhỏ bé trưởng khống hạ. A. À, quỷ tiểu thư điên cùng gào thét, dưới hai tay ý thức ngăn tại trước mặt, sau một khắc, càng nguyên kiếm cùng hai tay va chạm. Quanh! Không có chút nào giằng co, tội khô lạp hủ, thế như trẻ tre, càng nguyên kiếm chém qua quỷ tiểu thư cánh tay, một đường mà qua, cuối cùng trảm tại trên mặt đất. Toàn bộ đình viện mặt đất tuôn ra một cái cự đại vết rách, vết rách hạ âm lạnh lực lượng phun trào, cùng trần phỉ một kiếm này không ngừng làm hao mòn, kiếm quan cuối cùng chém ra mấy chục mét chiều sâu sau chống đỡ hết nổi, tiếp theo bị sương mù trạng lực lượng thôn phệ Trần phỉ nhìn xem dưới cái khe phun trào âm hàng, minh bạch kia là mê vọng thành quỷ giới, nếu như lực lượng đủ mạnh, liền có thể trực tiếp đánh xuyên qua giới bích, trời đi mê vọng thành. Nhưng hiển nhiên, bây giờ Trần Phỉ không có lực lượng như vậy. Nhìn như mấy chục mét chiều sâu giống như thật dài, nhưng đối với mê vọng thành mà nói, cái này còn xa xa không đủ, cố gắng mê vọng thành quỷ giới, liền mấy trăm mét dày. Luyện khiếu cảnh sơ kỳ lực lượng, hao tổn bất quá mê vọng thành quỷ giới. Trì Thư Khanh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Trần Phỉ bên này, đến thời khắc này, trong đầu của nàng còn có chút quá tải tới. Nhưng theo quỷ tiểu thư tiêu tán, Trì Thư Khanh bản năng thở dài một hơi. Lại nhìn thấy lúc này cảnh này, Trì Thư Khanh bị mê vụ bao khỏa linh tuệ, tự hồ bắt đầu giằng co, muốn tránh thoát mê vụ vần quanh. Nhưng toàn thịnh thời kỳ, Trì Thư Khanh đều không thể tránh thoát, trải qua hai ngày này thời gian làm hao mòn, bản nguyên thất lạc mấy thành tình huống dưới, càng là bất lực đi thoát khỏi mê vụ vây nhốt. Chuột yêu từ trần vĩ trong tay áo chạy ra, nhảy đến trần vĩ trên bờ vai, nhìn xem bốn phía tràn ngập âm hàng chi lực. Đây là quỷ tiểu thư bản nguyên, để chuột yêu không nhịn được muốn hít sâu một cái. Nhưng quỷ dị bản nguyên, bình thường sinh vật là không cách nào hấp thu, mạo muội thôn vệ, sẽ chỉ làm linh tuệ biến dị, trở thành nửa quỷ tồn tại, sống không bằng chết. Trần phỉ trong tay càng nguyên kiếm huy động, đem cổ này bản nguyên quét vào một bên biên giỏ bên trong. Ken ken ken. Đồng tiền va chạm nhau sau thanh âm thanh thúy vang lên, những này không cách nào hấp thu bản nguyên, một chút chuyển hóa thành mê vọng thành đồng tiền. Đây là Trần Phỉ đêm qua phát hiện công năng, cái này từ Trần Phỉ giáng lâm mê vọng thành về sau, theo biên giỏ, lại có chuyển hóa đồng tiền công năng. Vật tương tự, nhậm trung dương trên thân cũng có, là một cái thi triển châm cứu ngân châm bao. Ngân châm trong bọc ngân châm, chính là nhậm trung dương các hạng bản nguyên. Đinh đinh đương đương thanh âm vang lên một lát, cuối cùng chậm rãi dừng lại, Trần Phỉ tiến lên nhìn thoáng qua, lại là mấy trăm miếng đồng tiền doanh thu. Cùng võ quán quán trưởng so sánh, muốn ít hơn nhiều. Dù sao hai thực lực có khoảng cách, Quỷ tiểu thư rõ ràng không bằng võ quán quán trưởng, tự nhiên chuyển hóa ra đồng tiền cũng ít một chút. Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Trì thư Khanh, cũng không có tiếng lên mà là đánh giá đến tòa này đình viện. Quỷ tiểu thư đều chết, vậy cái này tòa đình viện phải chăng cũng có thể chuyển hóa thành bản nguyên? Trần Phỉ vận chuyển đồ linh thuật, một kiếm gọt qua vách tường, vách tường bị phủi đi ra một đầu vết rách, nhưng đồ linh thuật không có hấp thu đến bất kỳ đồ vật, mà vách tường vết rách cũng tại một cổ lực lượng dưới, dần dần chữa trị. Cổ lực lượng này Trần Phỉ rất quen thuộc, chính là vừa rồi dưới mặt đất khe hở bên trong quỷ giới lực lượng. Tòa này đình viện không thuộc về quỷ tiểu thư, chân chính là thuộc về mê vọng thành. Quỷ tiểu thư, nhiều nhất, chỉ là có được tòa này đình viện quyền sử dụng mà thôi. Trần Phỉ lách mình đi vào ba tạp trước mặt, nhìn xem ba tạp hóa thành cây già. Nếu như không phải chuột yêu, muốn tại mê vọng thành bên trong, tìm tới dạng này một gốc cây già, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng không biết ba tạp đến cùng kinh lịch cái gì, mới biến thành bây giờ như vậy bộ dáng nếu như không phải thụ tâm bên trong còn có một điểm vận động cùng bình thường cây già cũng không có quá lớn khác biệt chờ ở đây ta ta đi một chút liền tới trần phỉ vỗ vỗ ba tạp thân cây bắt đầu ở trong đình viện một cái phòng một cái phòng lục soát quá khứ nhìn xem có cái gì thu hoạch một khắc đồng hồ về sau trần phỉ trở về nhíu mày không có chút nào thu hoạch tòa này đình viện rất lớn gian phòng tự nhiên cũng vô cùng nhiều nhưng là mỗi cái gian phòng bài trí tất cả đều giống nhau như đúc bỗng nhiên nhìn thấy còn tưởng rằng mình lặp lại tiến vào cùng một cái gian phòng rất là tà dị lại bên trong căn phòng đồ vật không có chút nào giá trị giống như tiến vào người bình thường cái này khiến trần phỉ ít nhiều có chút thất vọng ba tạp đứng tại cây già trước trần phỉ đem một đạo tâm thần ba động đánh vào cây già nội bộ cả cây cây già có chút chấn động một cái nhưng lại lập tức trở nên yên lặng, giống như trước đó. Trần Phỉ cũng không nóng nảy, bắt đầu lặp lại dụng tâm thần lực, kích thích cây này. Mỗi một lần kêu gọi, thân cây rung động thời gian đều sẽ kéo dài một chút, 10 tiếng về sau, thân cây bên trong hoàn toàn yên lặng năng lượng bắt đầu sinh động, nhưng vẻn vẹn chỉ là sinh động mà thôi. Thuộc về ba tạp linh tuệ, cũng không có tại gốc này trên cây bày ra. Trần Phỉ nhíu mày, ba tạp hoặc là đem bản thân hoàn toàn phong cấm lấy tránh thoát quỷ dị hấp thu hoặc là ba tạp linh tuệ thật đã tiêu tán bây giờ những này phản ứng bất quá là thân cây đối với cái tên này bản năng một điểm ứng kích mà không phải ba tạp linh tuệ đang thức tỉnh trần phỉ lại tiếp tục kêu vài chục cái thân cây bên trong năng lượng cũng không có thay đổi đến càng cường liệt mà là từ đầu đến cuối duy trì tại một cái trình độ bên trên thậm chí theo thời gian trôi qua cổ năng lượng này phản phất có tiếp tục yên tĩnh lại xu thế. Chỉ có thể về sau ngẫm lại, thế nào giúp ngươi? Trần Vĩ không khỏi thở dài một hơi, tay phải phản phất một thanh lưỡi dao, trực tiếp lọc vào thân cây bên trong, đem thuộc về gốc cây này trọng yếu nhất một điểm cây khối, đem ra. Nếu như ba tạp linh tuệ không có tiêu tán, kia lớn nhất khả năng chính là tại cây này khối ở trong. Đã mất đi thụ tâm, cả cây cây già lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo, bất quá trong phiến khắc, liền thành một gốc cây gỗ khô, không có màu sắc, không có trình độ. Trần Phỉ đem thụ tâm để vào trong tay áo, nhìn thoáng qua chung quanh, nhìn thấy gốc đình viện vị trí trì thư khanh. Đối với trì thư khanh, Trần Phỉ chưa nói tới cảm giác gì, chính là trầm thủy các một vị luyện khiếu cảnh trưởng lão mà thôi. Muốn hay không đem trì thư khanh mang theo trên người, là một vấn đề. Bây giờ Trì Thư Khanh, bản nguyên tiêu tán trình độ so nhậm Trung Dương còn muốn quá phận, cho dù linh tuệ khôi phục, chiến lực còn dư nhiều ít, cũng là một vấn đề. Có thể dẫn ta đi sao? Trì Thư Khanh nhìn xem Trần Vĩ, nơm nớp lo sợ đi đến Trần Vĩ trước mặt, ăn nói khép nép nói. Bản năng bên trong, Trì Thư Khanh đối với Trần Vĩ có một loại cảm giác quen thuộc, cứ việc loại này cảm giác quen thuộc không nhiều, nhưng đối với ở chỗ này gặp hai ngày ra tấn Trì Thư Khanh mà nói, đã là lớn lao cảm giác an toàn. Đuổi theo. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, chiến lực tiêu tán lại nhiều, tối thiểu cũng là luyện khiếu cảnh, trời tối ngày mai, chưa hẳn không thể giúp bên trên một điểm bận biệu, tỉ như, cản đao, hai người một trước một sau, trời đi đình viện, toàn bộ đình viện một chút yên tĩnh trở lại. Gió nhẹ thổi qua, phất động trên đất cành lá mảnh vỡ, phản phất tại nói vừa rồi phát sinh sự tình. Đột nhiên, hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trong đình viện, trong đó một thân ảnh rõ ràng là tiên vân kiếm phái kim vi minh, một đạo khác thì là trần vĩ trước đó trên đường phố nhìn thấy cái kia luyện khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, hai kiếm chém giết, thân thủ tốt a, à, du trung tinh nhìn xem trong đình viện vết tích, không khỏi tán thưởng một tiếng. kim vi minh ánh mắt chuyển động, trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi, một cái vừa đột phá hai năm luyện khiếu cảnh, vậy mà có được thực lực như vậy. Cái này Trần Phỉ đến cùng làm sao làm được, nếu như chính mình đối mặt Trần Phỉ, có phải hay không ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi, tiền bối nếu là có nghi vấn gì, kỳ thật có thể trực tiếp đem nó bắt giữ, hắn nhất định không dám phản kháng, Kim Vi Minh A Du nói. Không oán không cừu, không cần như thế. Du Trung Tinh giống như cười mà không phải cười nhìn Kim Vi Minh một chút, bắt lấy Kim Vi Minh bả vai, biến mất tại đình viện bên trong. Trần Phỉ đứng tại trên đường phố, thần sắc suy tư. Vừa rồi tại trong đình viện, luôn có một loại như có như không bị thăm dò cảm giác, nhưng thăm dò ánh mắt đến từ nơi nào, Trần Phỉ lại không cách nào tìm ra, phản phất chỉ là ảo giác. Trần Phỉ lắc đầu, bắt đầu ở trên đường phố đi lên, cũng thử nghe ngóng càng nhiều có quan hệ mê vọng thành, có quan hệ ban đêm âm binh tuần cảnh tin tức. Một cái ban ngày trôi qua rất nhanh, nhưng cũng tiếc, Trần Phỉ cũng không có tìm được càng nhiều. Màn đêm buông xuống, y quán phòng ốc bên trong trần phỉ ngồi xếp bằng đồng thời để trì thư khanh cùng nhậm trung dương bảo trì thanh tĩnh theo thời gian chuyển dời giờ tí tiến đến trần phỉ bên tai vang lên lần nữa kia chỉnh tề tiến bước chân nhưng lần này không có âm binh đi vào phòng ốc bên ngoài trần phỉ bỗng nhiên quay đầu nhậm trung dương không có việc gì nhưng trì thư khanh không biết cái gì khi nào đã ở vào sắp chết trạng thái chương trước bị xét duyệt che giấu còn không có được thả ra đoán chừng muốn chờ ba ngày. Lúc nào thụ thương, Trần Phỉ nhìn xem Trì Thư Khanh, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải Trần Phỉ phát giác được Trì Thư Khanh khí tức đột nhiên ba động, ngay cả công kích tới qua, cũng không biết. Đương nhiên, cũng có khả năng thụ công kích không phải mình, cho nên mới như vậy lặng yên không một tiếng động. Nhưng là khoảng cách gần như thế tình huống dưới, một điểm dị dạng đều không có phát giác, đã đó có thể thấy được ở trong kinh khủng trì thư khanh nhìn xem trần vĩ trong mắt tràn đầy cầu sinh dục vọng sắp chết phía dưới luyện khiếu cảnh tâm thần trực tiếp phá vỡ mê vụ phong tỏa cho nên thời khắc này trì thư khanh ở vào hoàn toàn thanh tĩnh trạng thái nhưng phần này thanh tĩnh trì thư khanh tình nguyện không muốn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh mình mất đi đôi này bất luận kẻ nào mà nói đều là hành hạ lớn lao mấu chốt là Trì Thư Khanh không muốn chết, nàng còn muốn sống mà đi ra cái này mê vọng thành. Mà bây giờ, có thể cứu nàng, chỉ có Trần Phỉ. Cái này lúc trước ở trong mắt Trì Thư Khanh, bất quá mới vào luyện khiếu cảnh không mấy năm hậu bối, bây giờ thành Trì Thư Khanh hy vọng duy nhất. Trần Phỉ ánh mắt cùng Trì Thư Khanh đối mặt, suy nghĩ một chút, tay phải cũng làm kiếm chỉ, biên giỏ bên trong đồng tiền bay mấy cái ra, một chút vỡ vụn, hóa thành bản nguyên chi lực, Trần Phỉ chỉ điểm một chút trên trán Trì Thư Khanh, bản nguyên chi lực bao phủ Trì Thư Khanh toàn thân, Trì Thư Khanh thân thể điên cuồng hấp thu phần này năng lượng, cuối cùng từ sắp chết trạng thái bên trong kéo lại. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Trì Thư Khanh giống như người chết chìm, một chút đem đầu vương mặt nước, dùng sức thở dốc mấy ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, Trì Thư Khanh ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Giúp đỡ lẫn nhau sớm mà thôi. Trần Phỉ bình tĩnh nói dùng đồng tiền không nhiều trần phỉ ngược lại là không có cái gì cảm giác đau lòng dù sao đều mang về trơ mắt nhìn trì thư khanh chết ở trước mặt mình ngược lại không quá phù hợp vừa rồi chuyện gì xảy ra nhớ kỹ sao trần phỉ thần sắc ngưng trọng nói hôm nay âm binh cử động cùng hôm qua hoàn toàn không giống trần phỉ kỳ thật đã làm tốt ngạnh kháng mấy tên âm binh chuẩn bị kết quả không nghĩ tới âm binh trực tiếp lựa chọn công kích trì thư khanh ngược lại đối Trần Phỉ không rảnh để ý, thậm chí hôm qua bị hấp thu ba thành bản nguyên nhậm trung dương, hôm nay cũng một chút sự tình đều không có. Loại này nhìn như hoàn toàn không có quy luật công kích hình thức, ngược lại mới là phiền toái nhất, bởi vì ngươi đoán không ra đối phương bước kế tiếp, sẽ làm ra dạng gì sự tình. Trì Thư Khanh cho mày, cố gắng nghĩ lại một chút, cuối cùng có chút chán nản lắc đầu, nói, nghĩ không ra, chỉ cảm thấy bị thứ gì lôi kéo một chút, liền thành dạng như vậy. Trần Vĩ hơi nhíu lại, lôi kéo, ngươi trước khôi phục thương thế đi. Trần Vĩ nhìn thoáng qua trì thư khanh trạng thái, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, âm binh xác thực tới qua, chỉ có muốn bị công kích người, mới có thể cảm nhận được. Hay là bởi vì nguyên nhân khác, trì thư khanh vận chuyển công pháp, bắt đầu chữa trị thân thể thương thế. Bởi vì sắp chết trạng thái, trì thư khanh tâm thần lực giờ phút này cực kỳ bền bỉ, ngạnh sinh sinh cùng mê vụ dây dưa nếu như ngày mai trì thư khanh có thể chạy ra mê vọng thành kia về sau tu hành sẽ trực tiếp tiến vào cao tốc kỳ thẳng đến đem thu hoạch lần này hoàn toàn ăn xong tu hành mới có thể một lần nữa chậm lại thời khắc sinh tử có đại khủng bố cho nên mới có phá rồi lại lập nói như vậy chỉ là tuyệt đại bộ phận người tại đối mặt sinh tử thời điểm không có cơ hội phá cục ngược lại trực tiếp bỏ mình giống như vừa rồi trì thư khanh nếu như không phải là bởi vì Trần Phỉ ở bên cạnh, chỉ sợ sớm đã trọng thương bất trị. Thời gian dần dần chảy xuôi, Trần Phỉ bên tai quanh quẩn tiếng bước chân dần dần tiêu tán, giờ tí đã qua, âm binh tuần cảnh kết thúc. Trần Phỉ đứng tại chỗ, bắt đầu vung tay hướng về phía trước tích chặt. Tinh thông cấp độ linh thuật, đã cho thấy cực mạnh lực lượng, chém giết quỷ tiểu thư, tuy có Trần Phỉ tự thân cường đại nội tình chèo chống, nhưng đồ linh thuật tác dụng cũng là ác không thể thiếu đồ linh thuật, chính là một loại cực hạn lực phá hoại, loại này lực phá hoại bất luận là đối người, yêu, quỷ, toàn bộ đều là đối xử như nhau. Đêm mai có lẽ có một trận ác chiến, thông qua đề cao đồ linh thuật độ thuần thục có thể càng nhanh tăng lên trần vĩ chiến lực. Trì Thư Khanh điều tức một trận, đem thương thế triệt để ổn định về sau, từ từ mở mắt, tiếp lấy liếc mắt liền thấy Trần Phỉ tại kia tái diễn phất tay tiếp chặt. Trì Thư Khanh vừa mới bắt đầu coi là Trần Phỉ là tại tu luyện, nhưng nhìn một lát, Trì Thư Khanh trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Trần Phỉ tích chặt, không mang theo bất kỳ nguyên lực ba động, chỉ là thuần túy trảm kích. Cho dù là luyện thể cảnh võ giả, tu luyện công pháp thời điểm, đều sẽ cùng kinh lực tương quan, một chiêu một thức đều mang theo toàn thân kinh lực lưu chuyển. Luyện khiếu cảnh, tất cả chiêu pháp càng là cùng nguyên lực cùng tâm thần lực cùng một nhịp thở, cho dù là thuần túy nhục thân tu luyện, đó cũng là mang theo nguyên lực ôn dưỡng cùng kích thích cho nên giờ phút này trì thư khanh hoàn toàn xem không hiểu trần phỉ động tác cái này tại tu luyện cái gì bất quá trì thư khanh không dám hỏi dù sao tu luyện là chuyện cá nhân mạo muội hỏi thăm xem như phạm vào kiên kỵ chỉ là trì thư khanh trong lòng lại không nhịn được hiếu kỳ hai ngày này trì thư khanh linh tuệ bị che đậy đối với chung quanh hết thảy phản ứng đều là mông lung nhưng giờ phút này xông phá phong tỏa hai ngày này phát sinh sự tình đều đã bị Trì Thư Khanh nhớ lại. Ở trong liền bao quát Trần Phỉ, tại trong đình viện hai kiếm chém giết quỷ tiểu thư. Ngay lúc đó Trì Thư Khanh chỉ lo thất kinh, bây giờ nghĩ kỹ lại, đây là cường đại cỡ nào lực lượng. Mà lực lượng như vậy, xuất hiện tại cái khắc luyện khiếu cảnh trên thân, nhiều nhất là cảm thấy đối phương ẩn tàng rất sâu. Nhưng trên người Trần Phỉ, đó chính là không thể tưởng tượng, dù sao Trần Phỉ đột phá thời gian, quá ngắn. Thời gian 2 năm, khả năng đều không đủ một chút tán tu mở ra một viên khiếu huyệt kết quả trần phỉ thể hiện ra tuyệt đối lực lượng trấn sát quỷ tiểu thư cho nên trần phỉ có thực lực như vậy có thể hay không cùng loại này phương thức tu luyện có một ít quan hệ cái này có thể là một loại không cần nguyên lực liền có thể tu luyện công pháp sao môn công pháp này dẫn động chính là tâm thần lực nhưng cũng không gặp trần phỉ tâm thần lực có sóng chấn động a chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trì thư khanh đầu có chút nở, vô luận như thế nào nghĩ, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ, liên đới lấy tâm thần lực đều bị mê vụ che đậy một chút, bị hù trì thư khanh tranh thủ thời gian nhắm mắt, tiếp tục điều trị thương thế. Trần phỉ lường trì thư khanh một chút, không có để ý, tiếp tục tích chặt. Liên tục không ngừng có quan hệ đồ linh thuật lĩnh ngộ ra hiện tại trần phỉ trong đầu, để trần phỉ một lần nữa chìm vào trong đó. Càng là tu luyện đồ linh thuật, Trần Phỉ càng có thể cảm nhận được trong đó bác đại tinh thâm, Trần Phỉ trong lòng kia một tia tiếc núi cũng sẽ không khỏi phóng đại một chút. Nếu như có thể đạt được nguyên bộ môn công pháp này, vi năng không thể tưởng tượng. Nhưng cũng tiếc, ngay cả lúc trước võ quán quán trưởng, đều chỉ có một thức này chiêu pháp, căn bản không có cả bộ. Cái này manh mối gãy mất, Trần Phỉ về sau muốn có được cả bộ công pháp, đoán chừng chỉ có thể dựa vào vận khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mê vọng thành sắc trời dần dần sáng lên. Trần Phỉ đi ra y quán, trên đường phố đi hai vòng, chờ mong có thể gặp môn phái khác, hoặc là nhà mình môn phái môn nhân. Đáng tiếc, biết nhìn lại, tất cả đều là quỷ dị. Cũng không biết những người khác là đã chết đi, vẫn là núp ở chỗ nào, cái này khiến Trần Phỉ căn bản không thể nào tìm lên. Tại mê vọng thành, tiếng cái cửa hàng đều gặp nguy hiểm, ảnh phân thân cũng vô pháp cam đoan tuyệt đối an toàn còn leo tường tiếng cái khác viện lạc, cũng không phải tất cả quỷ, đều là song tráng quỷ, có thể tùy ý lừa bịp. Đến lúc đó nếu là gặp được nhị giai hậu kỳ quỷ dị, trần phỉ khả năng không đường có thể trốn. Hao phí một canh giờ, không thu hoạch, trần phỉ quay trở về tới y quán trong phòng, bắt đầu tiếp tục tu luyện đồ linh thuật. Cùng chẳng có mục đích tìm người tìm hiểu tin tức, không bằng đem thực lực đề cao, ngược lại càng có thể cấp cho trần phỉ cảm giác an toàn thời gian từ từ trôi qua, Trì Thư Khanh thương thế tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, khôi phục một bộ phận chiến lực. Nhậm Trung Dương còn có chút ngây ngô, nhưng là tương đối hai ngày trước, Nhậm Trung Dương đã có thể duy trì được một đoạn thời gian thanh tĩnh. Luyện khiếu cảnh, dù sao trải qua rèn thể luyện thần, chỉ cần cho một đoạn thời gian thích ứng, luôn có thể thể hiện ra tự thân nên có đặc chất. Chẳng qua là tòa này mê vọng thành, lực lượng quá mức kinh khủng, căn bản cũng không có cho ngươi thích ứng thời gian. Hẳn là có không ít luyện khiếu cảnh, tại vừa tới mê vọng thành ngày đầu tiên, liền đã bị cái khác quỷ dị ăn xong lau sạch. Thời gian trong bất tri bất giác, đi tới trạng vạn tối, sắc trời đã có vẻ hơi lờ mờ, sau một chốc, màn đêm liền đem hoàn toàn giáng lâm. Cộc cộc cộc. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, trì thư thanh cùng nhậm trung dương một chút tỉnh táo lại, trần phỉ con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía cổng vị trí. Là cái này y quán quán trưởng, Trần Phỉ nhận ra đối phương khí tức. Trần Phỉ tiến lên mở cửa ra, y quán quán trưởng âm lãnh khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt Trần Phỉ. Bầu trời dư quan chiếu xuống, y quán quán trưởng sau lưng nhưng không có chút nào cái bóng. Có việc, Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, tráng chiều đều chỉ thừa nhỏ xíu quan mang. Các ngươi nghĩ ra thành, y quán quán trưởng nhìn xem Trần Phỉ nói. Trần Phỉ Long mày hơi động một chút, ngược lại là không có ngoài ý muốn y quán quán trưởng đoán ra mấy người mục đích. Dù sao đây là một tòa quỷ thành, nhân loại căn bản liền sẽ không nghĩ đến ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Trừ phi có được thực lực tuyệt mạnh, có thể quét ngang quỷ thành, không phải khẳng định là có bao xa, liền chạy bao xa. Quán trưởng có chỉ giáo, Trần Phỉ thấp giọng nói. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là có thể cho các ngươi một điểm tin tức, liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không mua y quán quán trưởng khóe miệng chậm rãi liệt lên lộ ra ở giữa bén nhọn răng phương diện kia trần phỉ thần sắc không xin hỏi nói đã liên tục hai cái ban đêm quan lâm các ngươi bên này ngươi liền không nghĩ giải một chút bọn chúng sao y quán quán trưởng nhìn xem trần phỉ ánh mắt càng là vô tình hay cố ý lường trì thư khanh cùng nhậm trung dương một chút bọn hắn thế nhưng là đã bị để mắt tới a Y quán quán trưởng ý vị thâm trường nói Trong phòng trì thư khanh thân thể khẽ rung lên Trong đầu một chút nhớ lại loại kia bị kéo chảnh chứ cảm giác Không cách nào phản kháng, cũng vô lực phản kháng Chỉ có thể bị động chờ đợi thẩm phán Nếu như ngươi chỉ nói là những này, kia thật có lỗi Cái này chúng ta đã hiểu rõ Trần Vĩ Bình tỉnh lắc đầu Hiểu rõ Ngươi xác định ngươi nghe được, chính là thật sao Y quán quán trưởng thân thể hướng về phía trước có chút tiềm tòi, thanh âm tràn đầy âm đo nói, ngươi nghe được, là âm binh tuần cảnh, vẫn là trăm quỷ dạ hành A.